Trời, lần đầu tiên tôi ăn kiểu này luôn á. À vậy hả? Ai trộn dừa thì mình trộn mà. À hello, chào buổi sáng các bạn. Thì sáng nay Nhật Ký Du Lịch lại tiếp tục ở ngay chỗ cảng Rạch Giá. Ở cái video trước thì mình đã đi du lịch ở bên đảo Nam Du các bạn. Bên đảo Nam Du mà nếu mà các bạn muốn qua bên Hòn Sơn á, thì ở đảo Nam Du chúng ta cũng có thể mua vé để qua Hòn Sơn luôn. Sở dĩ mà Nhật Ký Du Lịch quay trở lại cảng Rạch Giá để ghi hình cho các bạn là muốn giới thiệu cho các bạn chi tiết là khi mà chúng ta những ai không đi du lịch Nam Du á, các bạn muốn đi Hòn Sơn không á, thì cũng có thể là tới ngay chỗ cảng Rạch Giá các bạn. Cảng tàu cao tốc Rạch Giá, để chúng ta di chuyển từ bên cảng tàu cao tốc Rạch Giá chúng ta qua bên Hòn Sơn. Thì cái thời gian di chuyển qua bên Hòn Sơn nó sẽ ngắn hơn các bạn. Đi bên Nam Du thì chúng ta đi tầm khoảng có 2 tiếng đến 2 tiếng hơn. Còn bên Rạch Giá này mà chúng ta đi qua bên Hòn Sơn á, thì mất chỉ có 1 tiếng rưỡi thôi bạn, 1 tiếng rưỡi là tới rồi. Và cái đường mà để chúng ta di chuyển đến ngay chỗ cảng Rạch Giá thì cũng rất là thuận tiện, rất là dễ đi các bạn. Các bạn cứ bấm trên Google Maps á, là cảng tàu bến tàu cao tốc Rạch Giá, thì Google Maps sẽ chỉ chúng ta đến đây. Và Nhật Ký Du Lịch cũng có một đứa em làm tour du lịch các đảo bạn, đảo Nam Du, đảo Hòn Sơn. Thì các bạn muốn đi tour chọn gói 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm thì các bạn cứ liên hệ nha, mình sẽ để cái số điện thoại ngay đây các bạn, để các bạn liên hệ cho dễ. Và bây giờ thì Nhật Ký Du Lịch sẽ bắt đầu di chuyển lên trên tàu bạn, lên tàu để đi qua bên Hòn Sơn nha. Qua Hòn Sơn thì sẽ ghi hình cho bạn tất cả những cái điểm ăn chơi rồi ngủ nghỉ ăn uống như nào, sẽ cập nhật chi tiết cho bạn. Còn những ai mà muốn đi tự túc á, nếu mà không muốn đi tour á, thì các bạn cũng có thể đến ngay chỗ đây. Sau lưng mình là cái phòng vé bạn, sau lưng mình đây là phòng vé. Chúng ta có thể mua vé đi Phú Quốc vẫn ở đây vẫn đi được bạn. Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn là chúng ta đi ở đây đều được hết. Còn những ai mà muốn đi tour thì cứ liên hệ với cái số điện thoại Nhật Ký Du Lịch để trên màn hình vừa rồi á. Các bạn cứ liên hệ để mà đặt tour đi thì sẽ có người sắp xếp cho bạn từ giá cả rồi phòng ốc vé cổ này kia là người ta sắp xếp cho mình hết. Rồi ok, thì bây giờ Nhật Ký Du Lịch sẽ không làm mất thời gian của bạn nữa, mình sẽ lên tàu bạn. Hôm nay là sẽ đi tàu Hòa Bình, mình đặt tàu Super Đông nhưng mà tàu Super Đông thì nó đã hết vé bạn. Đó, mình cho nên là mình đi tàu Hòa Bình. Tàu Hòa Bình thì xuất phát là chuyến 8 giờ bạn, 8 giờ thì tầm khoảng cỡ 10 phút nữa là tàu xuất phát rồi. Ghi hình một đoạn cho bạn biết cái quang cảnh ở ngay chỗ cảng tàu Rạch Giá và sau đó sẽ di chuyển lên tàu nhé. Rồi ok, bây giờ sẽ di chuyển lên trên tàu bạn. Thì ngay chỗ tàu cao tốc Rạch Giá này nó có một cái bến phà gọi là bến phà Thành Thới. Nếu mà các bạn đi Phú Quốc á, mà bạn muốn đem theo xe ô tô, xe máy á, là chúng ta đi bến phà Thành Thới bạn, chạy xe ô tô lên luôn để qua bên Phú Quốc. Còn bạn mà đi tàu cao tốc là ô tô không có đi lên được đâu bạn à. Ok, giờ chúng ta sẽ đi qua nha, qua xếp hàng để xốc vé đi vào bạn. Và những ai mà muốn đi du lịch tự túc mà các bạn đặt vé online á, thì người ta sẽ gửi cho mình một cái mã vé như thế này bạn. Đây cho bạn xem nè, người ta sẽ gửi cho mình một cái mã vé như thế này đó. Mình lên trên tàu người ta sẽ check cái mã vé cho mình để mình lên thôi. Và cái giá vé là 166.900 đồng các bạn, vé để đi Rạch Giá Hòn Sơn. Thì cái điểm Hòn Sơn thì theo như Nhật Ký Du Lịch tìm hiểu là nó hot hơn bên Nam Du các bạn, cho nên là khách người ta đi đông hơn bên Nam Du là như vậy. Sáng nay rất là đông luôn, đứng chờ xốc vé từ sớm giờ các bạn, từ sớm giờ mà xốc vé vẫn chưa xong các bạn nè, nó rất là tấp nập luôn. Các bạn lưu ý đi đảo là chúng ta phải đem theo căn cước công dân nha. Căn cứ công dân thì để cho người ta kiểm tra cho mình khớp với lại cái mã vé để mình lên trên tàu bạn. Bạn mà không đem căn cứ công dân là không có lên được các bạn. Đó, giờ sẽ xếp hàng đợi người ta lên, xong bắt đầu mình sẽ lên trên và sau đó sẽ tiếp tục bấm máy ghi hình cho bạn nhé. Tại vì chờ lâu lắm bạn. Đó, người ta còn xếp dài đây nè. Rồi, đây là cái quang cảnh ở bên trong tàu Hòa Bình các bạn, nó cũng giống như tàu Super Đông thôi. Rồi, sáng nay đi Hòn Sơn rất là đông luôn. Giờ đi vào bên trong ghế ngồi các bạn. Ghế 6E, 6F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi ở đây. Rồi ok, vô ghế ngồi bạn. Rồi ok bạn ơi, thì sau tầm khoảng một khoảng thời gian tầm khoảng cứ 15 phút tàu chạy thì họ sẽ mở cái bon tàu để chúng ta lên trên đứng đây ngắm cảnh đây các bạn. Và di chuyển qua bên Hòn Sơn là nó sẽ gần hơn qua bên Nam Du. Tàu thì sẽ xuất phát từ cảng Rạch Giá, sẽ đi ngang Hòn Sơn trước và sau đó là sẽ đến Nam Du.
Thì trên Hòn Sơn vào cái mùa này gọi là mùa du lịch biển đẹp nhất rồi các bạn. Từ tháng 2 cho đến tháng 4 đó là mùa du lịch biển đẹp nhất để chúng ta đi khám phá du lịch trên đảo, đó là Hòn Sơn, Nam Du, Phú Quốc. Thì mình sẽ đứng ngắm cảnh ở trên bon tầm một đoạn nữa, sau đó là tầm 1 tiếng rưỡi là tàu sẽ cập cảng ở bên Hòn Sơn và sẽ tiếp tục ghi hình cho các bạn những cái quang cảnh, những cái điểm ăn chơi ngủ nghỉ, rồi sẽ đi câu cá con mực, tất cả sẽ cập nhật hết trong một video cho các bạn xem thôi nha. Sở dĩ cái video nó dài là mình sẽ để hết cho các bạn dễ biết các bạn, còn sẽ tách ra làm 2 tập đôi khi các bạn sẽ tìm kiếm nó khó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đứng ngắm cảnh tầm thêm một đoạn nữa, tầm một tiếng đồng hồ nữa thì tàu sẽ cập cảng và mình sẽ lên cảng để mà nhận xe máy các bạn, sẽ thuê xe máy để đi du lịch trên Hòn Sơn và sẽ ghi hình lại tất cả những điểm trên Hòn Sơn để gửi đến cho các bạn nhé. Đây bạn, đây mình vừa xuống tàu nè, đó cái quang cảnh vừa xuống tàu đi tàu Hòa Bình và Super Đông, và đây là cái quang cảnh ở ngay chỗ cầu cảng để đi Hòn Sơn các bạn. Biển trong xanh rất là đẹp bạn. Tại vì mình nói đi du lịch biển đảo là đi vào từ tháng 2 tới tháng 4 là mùa đẹp nhất các bạn à. Tại vì nước nó trong xanh và nó không có mưa gió bạn. Đó, giờ đi đi vào. Ồ, đây anh bạn đây. Hello anh. Chào anh, ký du lịch. À dạ. Đợi lâu không? Nãy giờ cũng 15 phút. À dạ. Hôm nay sáng nay cuối tuần á cho nên là khách đi đông quá. Đúng rồi. À dạ. Bữa nay khách tới vô xem là đông. À. Bắt đầu từ bữa nay những ngày mai nè. Dạ. Khách đổ vô thường rất là lớn. Rồi bây giờ mình lên xe mình về nhà nghỉ thôi em. Ok anh. Đây vừa rồi cũng có giới thiệu cho các bạn là anh Băng đây là anh hướng dẫn viên địa phương, anh cũng có dịch vụ đưa đón khách rồi cho thuê xe và có phòng cho khách nghỉ ngơi luôn. Vì ngày hôm nay là sẽ về bên hôm tây của anh Băng để ở. Rồi. Dạ ok, giờ xuất phát anh ha. Rồi lên. Ok. Rồi xuất phát về bên hôm tây các bạn. Chúng ta sẽ đi dọc cái cầu cảng như thế này. Mình cũng mới vừa nhận xe xong. Biển ở đây thì khá là đẹp các bạn. Biển đây khá là đẹp. Rồi qua đây, quẹo tay trái bạn. Quẹo tay trái. Dọc đây thì cũng có rất là nhiều những homestay nhà nghỉ, nhưng mà mình mới lên trên đảo lần đầu á, cho nên là cũng quen biết anh Băng, anh cũng đưa về cái khu home của anh để ở. Tí nữa sẽ cập nhật cái giá phòng cho các bạn nha. Mình không biết là home như nào luôn bạn, tại vì đi lần đầu á, cho nên nhiều khi cũng không biết là home nó như thế nào. Giờ cứ qua thử coi thử như nào, nếu mà các bạn thấy ok thì các bạn lần sau cái ghé ở, còn mà không ok các bạn có thể search kiếm những điểm khác. Và mình sẽ cố gắng đi khảo sát một số những cái homestay ở trên đây để cho các bạn xem. Đó, đây là dọc đường để mà đi qua bên home bạn. Ở đây nhìn nó cũng tựa giống như biển Cà Ná Ninh Thuận, tại vì có những cái gò đá mà. Nó cũng tựa giống như biển Cà Ná Ninh Thuận. Chúng ta sẽ chạy lên con dốc. Và cái đường này là đường để đi tham quan chụp hình check-in ở cây dừa nằm luôn nha các bạn. Từ cầu cảng chúng ta chạy vào bên trong, rẽ tay trái, chạy theo hướng mà Nhật Kiều Lịch đang đi sớm giờ nè, là đi ra hướng cây dừa nằm. Đó, đây cũng có một số những cái quán cà phê các bạn này. Đó, view nhà hàng ăn uống rồi bạn. Rồi, tiếp tục. Ở đây là miếu Bà Chúa Xứ. Chúng ta sẽ đi ngang đường sẽ thấy khu miếu Bà Chúa Xứ các bạn. Đây nhà dân họ sinh sống kiểu như du lịch, theo dạng du lịch cộng đồng các bạn à. Nhà dân họ mở du lịch luôn, ăn uống, homestay, cà phê các kiểu để phục vụ cho khách du lịch. Và các bạn lưu ý nếu mà đi vào cuối tuần thì các bạn nên đặt vé trước, đặt vé và đặt homestay nhà nghỉ trước nha. Chứ còn nếu mà các bạn chờ sát ngày quá các bạn đặt là không có nha các bạn. Sát ngày đặt là không có có homestay hoặc là không có vé tàu để đi đâu bạn. Mình đặt vé trước 2-3 hôm mà tàu Super Đông là hết vé luôn bạn. Sáng hôm nay đi Hòn Sơn rất là đông. Phải đi tàu Hòa Bình. Hòa Bình thì cái bon tàu nó nhỏ hơn tàu Super Đông. Lượng khách sáng nay phải nói là cực kỳ đông luôn bạn. Đây là con dốc mà, con dốc để check-in chụp hình các bạn. Thấy nhiều bạn không đến ngay con dốc này để mà chụp hình check-in nha. Đây nhà nghỉ rồi đầy đủ bạn. Dọc đường này rất là nhiều luôn. Đây, tới đây mình ghi hình một đoạn cho các bạn xem nè.
Đây bạn, đây là cái điểm mà khách thường đến đây để mà chụp hình đó bạn nè. Ồ, hòn đá hình con rùa đấy bạn. Ở đây là homestay Pet. Nằm ngay chỗ khu vực con dốc luôn mẹ. Con dốc để đi lên nè. Đó. Còn bên đây là homestay Pet đây các bạn. Ở đây thì có phục vụ ăn uống cà phê. Rồi, thấy chưa? Bạn thấy chưa? Homestay Pet nè. Ở dưới trước mặt khu vực con rùa nằm thì cũng có hòn đá con rùa nè, thì cũng có một số những cái quán ăn cà phê để du khách ngồi đợi chụp hình check-in các bạn. Và vào những cái thời khắc gọi là cao điểm các bạn thì ở đây là phải chen chân chờ đợi để mà chụp hình nha. Ngay con dốc luôn bạn, xe cộ ở dưới người ta đi lên nè. Đi lên coi đây có xe ôm rồi này kia. Đi lên để người ta về home nhận phòng. Thì cái điểm tham quan đầu tiên nó nằm trên cái đường và chúng ta về homestay luôn bạn. Đây qua đây cho bạn xem rõ hơn nè. Đây chính là khu vực hòn con rùa. Hòn con rùa bạn, hòn đá này, một hòn đá hình con rùa này bạn nè. Đó, xa xa bên kia là tàu thuyền neo đậu. Và chúng ta chụp hình từ ở bên trong chúng ta chụp ra thì cũng khá là đẹp. Đó, những ai mà chụp hình thì đa phần sẽ vào bên trong đây. Rồi chụp ngược ra hòn con rùa đứng ở trên cái dốc các bạn, đứng trên dốc chụp xuống hòn đá hình con rùa. Cũng lên hình cũng khá là đẹp. Hiện tại là đang buổi trưa rồi. Trên cái tuyến đường mà về bên home để nhận home thì đi ngang qua thấy đẹp đứng lại ghi hình cho các bạn. Đó, cầu cảng là nằm ở xa xa bên kia các bạn. Xa xa trước mặt các bạn bên kia là cầu cảng. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Rồi ok bạn, thì sau một khoảng thời gian mà chúng ta di chuyển dọc cái tuyến đường mà Nhật ký du lịch vừa ghi hình cho các bạn đó, thì mình đã đến ngay chỗ gì nhà nghỉ Đại Nam các bạn, chỗ anh Băng anh có phòng đặt phòng bên đây các bạn nè. Ở đây là điểm tâm Đại Nam luôn, ở khu vực này là nhà nghỉ với lại ăn uống luôn bạn. Ở đây là quán ăn, còn nhà nghỉ là ở dưới. Còn khách muốn ăn uống là phải đặt trước từ một tiếng cho lên. À dạ. À dạ. Nhận rồi, nhận rồi. À ok ok. Ở dưới là như là những cái tum cho khách ngồi ăn đúng không chị? Đúng rồi, anh Hương sửa chữa là em xuống tham quan được không? Đi lối nào đâu, đi lối nào đâu? Anh ra đằng trước có cái anh ngồi đằng trước anh chỉ lên xuống. À dạ dạ dạ, ok ok. Vô đây bạn. Đây khu vực để ăn uống ở nhà nghỉ Đại Nam. Giờ mình tìm cái lối mình đi xuống dưới quay cảnh biển cho bạn xem nè. Lần đầu tiên tới đây cho nên là cái gì cũng bỡ ngỡ hết bạn. Anh cái lối đi xuống dưới mấy cái tùm nó đi đó nào anh? À dạ, bên đây luôn ha. Rồi rồi, em cảm ơn. Dạ rồi, em cảm ơn. À dưới đây. Dưới đây có một số những cái tùm này bạn nè. À dạ dạ, đây camera xét lại cho bạn xem một đoạn nè. Đó, ở khu vực ở dưới đây là những cái tum họ đang làm bạn, họ mới bắt đầu họ lợp mái thôi bạn ạ. Đây, bắt đầu lợp mái thôi ngay mặt biển. Khi mà họ làm xong á là chúng ta tới đây chúng ta ăn uống là ngồi dưới những cái tum như thế này, ăn uống rồi ngắm cảnh biển luôn bạn. Nhìn cũng khá là thú vị bạn ha. Rồi, ok, giờ tum đang mới làm thôi bạn ạ. À dạ. Dạ. Rồi ok, bây giờ sẽ đi về bên nhà nghỉ. Đây là cái bảng giá cả các món ăn này bạn nè. Đó, có điểm tâm sáng đầy đủ nha, menu ghi hình chi tiết cho bạn luôn. Đây khu vực chúng ta ngồi
ăn sáng, ăn trưa, chiều tối thì mình đặt suất ăn là ở đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi qua bên nhà nghỉ để cho bạn xem cái phòng. Rồi ok, đi qua bên phòng các bạn. Dọc cái tuyến đường mà dài lên trên kia các bạn cũng còn một số những homestay nữa. Mình chọn ở Đại Nam này là vì quen biết cái chỗ anh Băng, ảnh chỉ mình qua bên đây để mình ở luôn. Đây chúng ta sẽ vô phòng, gặp bên đây là một dãy phòng này đó, tất cả bên đây là một dãy phòng các bạn. Còn hình như còn phía sau nữa, phòng mình ở tối nay là phòng 105 đây bên trên các bạn. Ôi trên đây thì đầu tiên bước lên là mình thấy là họ lót gạch bông các bạn, sạch sẽ. Ok rồi, cạo ra vô trong nè. Đây cái không gian bên trong phòng các bạn. Cái không gian bên trong phòng có một cái giường các bạn, dành cho hai người đó, nệm. Rồi bên đây là một cái kệ để treo đồ, móc đồ. Rồi ổ cắm điện thì họ để trong đây. Và bên cạnh đây là một cái bộ bàn ghế để chúng ta ngồi làm việc các bạn. Rồi vô nhà vệ sinh nha. Đây đây là cái không gian nhà vệ sinh. Ok camera vô nè. Đó bạn, đây là không gian nhà vệ sinh nè. Nói chung là sạch sẽ. Đầu tiên mình khi mình bước vào thì mình thấy khá là ok, có móc móc đồ nè, sạch sẽ. Ở trên đảo mà những cái phòng như thế này thì cũng ok rồi bạn. Đó giờ cho bạn xem lại một vòng ở trong phòng này. Đây là cái phòng mình ở tối nay, mình với camera bạn. Có máy lạnh, máy quạt đầy đủ, có tivi. Rồi bên đây là cửa sổ để dòm ra biển bạn, cửa sổ để nhìn ra ngoài, mặt trước là biển. Đây ra đây bạn. Đó mặt trước đây là biển nha. Đó xa xa trước mặt các bạn kia, đó chính là biển. Và dọc đây là một dãy phòng, một dãy phòng rất là sạch. Cái khoảng sân trước này mà buổi tối mà ai mà ngồi nhậu đồ chắc cũng thú vị lắm bạn. Ngồi nhậu đồ ở đây thú vị nè. Ôi dọc một dãy rồi bạn. Ok bây giờ sẽ tạm nhắc máy để vệ sinh cá nhân, rửa ráy mặt rồi các bạn, rồi sau đó sẽ tiếp tục bấm máy ghi hình cho các bạn nha. Rồi ok các bạn, thì sau khi nhận phòng xong á, nhà du lịch sẽ đưa bạn chúng ta sẽ đi ăn trưa nha. Giờ sẽ đi qua cái khu vực của nhà dân các bạn. Mình sẽ không chọn nhà hàng mà mình chọn nhà dân là để cho các bạn đi nếu như mà chúng ta đi du lịch tự túc á thì chúng ta biết cái đường để chúng ta đi ăn. Và rất là may mắn thì sáng hôm nay là sẽ có được anh Băng, anh cũng có kênh YouTube là Băng Lê Hòn Sơn các bạn. Đó và anh làm dịch vụ hướng dẫn viên ở trên đảo luôn, người địa phương. Tất cả những cái dịch vụ anh đều có hết. Nếu các bạn muốn đi tự túc thì có thể liên hệ với anh Băng nha. Anh Băng sẽ đưa chúng ta đi và sắp xếp cái lịch trình cho chúng ta. Đó là cái tiêu chí mà mình muốn hướng đến bạn trong video này. Nếu bạn muốn đi tự túc theo dạng mà đi như mình á thì bạn cứ liên hệ. Mình đang đứng ngay chỗ khu vực của nhà dân người ta buôn bán hải sản nè. Giờ sẽ đi ăn trưa trước. Ok đây anh Băng nè. Đó. Đây là cái khu làng chài nghe anh chị. Thì đến khu làng chài mình lựa những cái ẩm thực là mình thích. Rồi ở đây cái mình đưa vô cho người ta nhận chế biến. Đây nè, ẩm thực thì nó gồm có đây. Đây họ là hàu gai, hay gọi là hào hương đó. Còn đây là sò dương, sò dương, sò dương với lưỡi búa rồi đó. Còn đây là cá mú, đây là những cái loài cá trên đảo người ta nuôi, cũng ngoài ra nó cũng có cá tự nhiên luôn. Bên đây là ghẹ nha. Rồi bên đây, cái gì em thấy đỏ 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 vậy? Món này mới hấp dẫn này này chứ. Đây là hào, hào này gọi là hào đá nè, hào dữ nè nha. Hào này là hào ăn ông ăn mà bà khen đó. Một ký nó khoảng 4-5 con thôi. Nói chung là đến đây trải nghiệm 4-5 con là được rồi. Về okay. Là bài nhất định sẽ khen. Ồ chị kia chị chủ hả? Rồi đây là chị chủ. Chủ quán đây hả? Theo em, tiếp theo đây là sò dẹo nè. Ồ sò dẹo, rất đặc nhiều hải sản ở đây. Đặc biệt là cái món này mới tạch nè. Cua đá Hòn Sơn, whip luôn. Còn đây là ốc hương. Ốc hương chắc biết rồi phải không? Ok giờ nhờ chị cập nhật cái giá cho bạch tuộc người ta biết coi. Bạch tuộc này là bên em bán tùy theo giá của bữa thì 300-340, còn ốc hương này là em bán giá 300. 300. Dạ, còn như sò dẻo thì như sò dẻo đây là 60. 60.000 ký. Dạ 60.000 ký. Rồi, còn dẻ nhỏ thì 200. 200. Còn hào quyết thì 60. 60.000 ký ha. Dạ, còn dẻ lớn thì 300. 300. Cá mú. Còn cá mú này 240. 240. Còn cái này sò quạt mẹ con 15.000, em chế biến luôn là thành 20.000, nếu mà ở đây thì em ăn 17.000. Rồi còn đây? Còn hào đó là 50.000 ký. 50.000 ký. Em luộc công mua ở đây thì 30. À dạ. Dạ.
bây giờ để em chọn hải sản là đặt ở đây làm luôn. Dạ, chị làm ở đây luôn. À nếu anh chọn đi em ăn nói cho. Dạ. Anh ăn cá muống đi, cá muống. Từ từ cái này là 1 kg nó bao nhiêu không? Dạ, cái đó 1 kg nó cũng không có nhiều lắm anh. Nhưng mà 2 kg đi. Dạ, con hàu này ăn ngon nè, hàu huyết. Hàu huyết hả? Rồi hàu huyết nãy chị nói là bao nhiêu á? Dạ, hàu huyết 60. 60.000 đúng không? Rồi rồi ok rồi, cứ bắt cho em cái này 1 2 3 4 con. 4 con hàu huyết. 4 con. Cái đó 2 kg. Nhỏ thì 12 con. Rồi, cái này ăn theo lịch trình BBQ đó. À như lịch BBQ á. 8 con đi. Rồi 8 con. Đó, anh Văn anh chọn luôn bạn. Ô, sướng không? À, sẽ đi lên đảo đi anh dẫn đi luôn. 8 con. Rồi sao sao quẹt? Sao quẹt mỗi người con. Mỗi người con. Nó bự được mỗi người con thôi. 2 con. 3 con. Rồi. Cái bạch tuộc kia làm gì? Dạ bạch tuộc thì nướng lẩu hoặc nướng mỡ hoặc nướng mua sa tế. À. Rồi. Cũng, cũng được. Rồi soi gì nữa? Còn gì chưa nữa? Cái này đúng không? Dạ con xào dẻo. À xào dẻo. Xào dẻo thì xả hoặc muối mỡ hành. Lấy cái này chưa? Cái này mấy con anh? Mỗi thương con. 2 con. 3 con. 3 con, 3 người 3 con. Rồi. Dạ rồi. Rồi bên đây. Bên đây lấy sao anh? Bên đây 2 con. Mỗi người 2 con. Rồi. Rồi, còn cái bạch tuộc kia thì làm gì? Dạ bạch tuộc kia thì tùy theo nướng, hoặc nướng lẩu anh muốn ăn nướng gì. Làm gì ngon? Cái gì cũng ngon chứ anh ạ. Lẩu cũng ngon. Thường mà khách lên đây ăn là ăn lẩu hay ăn gì? Nướng là nhiều. Nướng nhiều không? Nướng. Lẩu thì nó nhẹ nhàng, lẩu có rau rồi luôn. À gì? Lẩu đi. Dạ. Rồi lẩu đi. Rồi. Ok. Cái này là tí nữa mình ăn ở đây luôn anh Bằng. Bây giờ là mấy giờ rồi? 11 giờ. Đúng 12 giờ lại kịp không? Kịp. Kịp rồi. Vậy là trong cái khoảng thời gian mình lựa xong mà đưa cho đây chế biến rồi mình sẽ đi tham quan một số điểm. Thì trước tiên thì lại con rùa vàng nè, rồi cây dừa nằm nè. Rồi khoảng thời gian khoảng 1 tiếng đồng hồ là mình trở lại quán mình ăn uống thôi. Đó là cái lịch trình buổi sáng sơ bộ là như thế. Ăn xong rồi về mình nghỉ trưa. Nghỉ trưa xong khoảng 1 giờ hoặc 2 giờ là mình xuất phát. Rồi. Rồi. Ok bây giờ xuất phát bạn. Đó giờ vừa rồi là chọn đồ ăn nó chọn sẵn để quán người ta chế biến. Giờ sẽ đưa bạn chúng ta đi tham quan nha. Đi tham quan một số điểm cơ bản trước, tí nữa sẽ quay lại ăn uống xong và sẽ có cái tour là chúng ta sẽ đi câu cá rồi lặn ngắm san hô tắm biển. Rất là nhiều những cái lịch trình nó còn dài phía sau. Buổi tối sẽ đi chợ đêm, khám phá chợ đêm nữa. Các bạn cố gắng đừng tua nhanh video nha. Cái lịch trình nó còn rất là dài bạn. Ok bây giờ sẽ nhổ neo bắt đầu xuất phát đi đưa bạn chúng ta đi tham quan nha. Rồi ok bạn, điểm tiếp theo mà Nhật Ký Lịch đưa bạn đi tham quan đó chính là cái gì, khu vực cây dừa nằm. Đó, đây là một trong những điểm check-in nổi tiếng ở Hòn Sơn các bạn. Mình đang đứng trước cổng để chúng ta đi vào tham quan cây dừa nằm nha. Giờ sẽ đi vào trong nè. Đó, sáng nay là anh Ban anh đưa mình đi, anh đang đứng đợi đây các bạn. Ở trước đây mình thấy gì, họ bán gì, ở đây bán gì cô? Chả cá với tôm chiên. À, chả cá tôm chiên đây các bạn. Cá là hết sỉ luôn đó. Ờ, vậy hả? Cái này bán như nào? 4 miếng 100. 4 miếng 100, còn cái đây? Cái đó cũng vậy. À 4 miếng trăm hả? Bây giờ lấy mỗi thứ 2 miếng đi ăn thử coi. Rồi, ok. Ủng hộ bạn đó, thấy gì tôm chiên chả gì nghe nói chả đây ngon bạn nên mua ăn thử. Dạ. Rồi thứ 2 miếng. Rồi cắt tặng chi, tặng chi có được rồi. Tôi mới là tôi mua không tặng em, cái YouTuber mua cái tặng em, tất gì được rồi. Thấy là YouTuber đẹp trai rồi. Tôi xấu rồi. Cảm ơn. Tôi nức nở ha. Bữa nay cái ba bắp bắp. Ở giờ ăn thử bạn, nghe nói là ở trên đây là gì chả cá là ngon á nên mua mình ăn thử coi, sẵn ủng hộ cho chị luôn. Cái này tôm này là tôm biển hay tôm gì chị? À gì hả? Còn chả cá này là chả cá gì đây? Cá thu. Cá thu. Ồ dạ. Mình bán ở đây là ngày nào cũng bán hay sao chị? Ngày nào cũng bán. Dạ, sáng là dọn sớm rồi chiều về. Thử miếng cái con mức độ nào nghe bạn. Dạ anh. Rồi em gửi tiền cái đã. Có tương chấm luôn đúng không? Dạ ha. Ồ dạ. Đây. Nói chung là đúng rồi, chả cá thu thiệt. Mình bán ăn rất là tuyệt vời luôn. Ừ. Dài ha. Cảm ơn thầy nha. Dài. Dài các bạn, dài mà nó ngon các bạn. Cái số thịt nó kiểu nó ngọt á. Cái này mà hồi xuống dưới vừa ăn vừa uống nước dừa nó là tới tay luôn. Ừ. Hay nhớ mua tiếp chị Phượng nha. Có ăn ngồi gì? Ăn giấy không? Cho em ăn giấy hả? Các bạn đó cho cây vừa nằm nhớ cái ủng hộ hai chị. Ủa? Chuyện kia đâu vậy? Chuyện kia nghỉ hả? Chuyện này nghỉ hả? Ăn này có bị sao không? Có bị ghiền không? Đây là sở thích. Rồi ok em cảm ơn nha.
Rồi giờ đi xuống, giờ mình đi tham quan cây dừa nằm anh. Đúng rồi, thẳng xuống luôn. Dạ. Cây dừa nằm đây là một trong những cây dừa nằm là hồi cổ tới giờ luôn á. Ờ. Còn mấy cây dừa nghiêng là nhân tạo thôi. Nghiêng cây dừa nằm là nó là tự nhiên. Từ trong cái bờ đá nó mọc ra, cái nằm lên cục đá. Dạ. Cái ngóc cái đầu lên. Đó là cây tự nhiên nha. Còn mấy cây kia là người ta trồng sau này. Đúng rồi, nhân tạo. Dạ. Nghĩa là thấy cây dừa nằm này nó hốt quá. À. Cho nên chủ đất á, người ta thấy nhã hứng, người ta mới nhân rộng ra. Dạ. Bứng từ cây dừa cao xuống, người ta hạ xuống. À hay ha. Nó mất đi cái tự nhiên. Có nghĩa là người ta đào cái cây dừa cao xong rồi bắt đầu người ta cho nó trồng theo kiểu nằm nghiêng. Đúng, mấy mua que đầu làm mà không vô á. Dạ. À, sớm giờ là quên chứ sớm giờ là cũng có giới thiệu với các bạn anh Băng, nhưng mà anh chưa cho các bạn cái số điện thoại. Anh Băng đọc số điện thoại cho khán giả anh Băng. Rồi. Số điện thoại Zalo là 0963 892 181. Số điện thoại trực tiếp là 0914 307 836. Các bạn liên hệ với mình có phục vụ nhà nghỉ, câu cá, lặn ngắm san hô các kiểu, hướng dẫn tham quan các điểm trên đảo luôn, tất tần tật. Ảnh là người địa phương đó đây các bạn. Đáng lý ra là sáng hôm nay là anh Băng ảnh có hai đoàn khách, nhưng mà anh để cho người của anh đưa đi các bạn, anh đưa mình đi tham quan. Xin giới thiệu với các bạn á, mình là vừa là giáo viên dạy trên đảo, vừa là hướng dẫn viên trên đảo luôn. Cho nên các bạn đến với mình là các bạn cứ an tâm. Tại ảnh là người địa phương cho nên là rất là thông thuộc những cái điểm tham quan ở trên đảo bạn, ở trên Hòn Sơn này. Vậy là cái điểm này là khách nào hay đi check in nhất là ở đúng, cây dừa nằm đây anh. Đúng em. Cho nguyên thủy luôn á. Tự nhiên lắm. Ôi mát ha, xuống đây mát ha. Nói chung xuống đây là lý tưởng. Dạ. Ở không cần máy lạnh luôn. Có anh này anh nấu ăn sáng đầy đủ luôn. Nấu ăn tuyệt vời luôn. Trên đảo này là nấu ăn nam không, ít cứ nấu nữ. Đây là mát mẻ rồi, tắm là ngủ là khỏi mặc quần luôn à. Đúng rồi. Ok ra đây bạn. Ôi ôi quang cảnh nè. Đó, cao ra đi dài dài cho bạn xem nè. Quang cảnh cây dừa nằm các bạn. À dạ. Ok qua bên cây dừa trước bạn, trên đây cũng có view để tắm biển rồi ngồi xích đu nè. Đó bạn thấy đẹp chưa? Rồi qua đây. Đây bạn, trước mắt bạn đang xem đây chính là cái view cây dừa nằm nha. Đó, cái cây dừa này là rất là nhiều người tới đây để check in. Bên kia có một cây cầu để đi qua nữa, cây cầu gỗ đi qua nữa bạn. Ở dưới đây là mình xuống mình ngồi trên những cái gì, cái bánh xe, vỏ xe như thế này nè. Đó. Đây người lớn tắm được anh? Mình qua đây thì mình lại đây mình chơi check in, chơi quay rồi mình tắm sương sương. Dạ. Rồi về cái mình về mình nghỉ trưa, chiều cũng đi tắm biển tiếp. Đây bạn, đây cái điểm này là nhiều người cũng tới đây lên hình lung linh nha bạn. Ồ, nước trong nhưng mà mình cảm thấy nó hơi bị đục xíu. Đúng bạn. À dạ. Quay luôn hả? Em lên trước đi, anh đẩy ra cho. À dạ. Được quá. Được không? Em giới thiệu em làm mẫu mà ai dám đi, dụ người ta hả? Từ từ. Rồi. Ru. Sợ kìa sợ. Ôi, đụng bước rồi. Sợ không chứ? Cạn rồi. À cái này là để đu chụp hình đúng không? Đúng rồi. Vậy chắc là chắc một người à, hai người đó đúng nổi. Rồi em đứng đây em đẩy cho. Ok. Em phải làm mẫu chứ. Em hướng dẫn tại em làm. Trời mẫu. Ơi giờ tôi rung rung quá. Ồ nó kẹn quá bạn. Cái này phải thâu dây lên à. Đó thường là sẽ leo lên đây đứng nha bạn, leo đây đứng đẩy ra bắt đầu chụp nếu mà muốn đẹp á bạn chụp liên tiếp nhiều tấm. Rồi sau đó giờ chúng ta sẽ lựa ra tấm nào đẹp chúng ta lấy. Đó là tại vì cái tốc độ mà kia đẩy ra nó sẽ tiên ra nó vào á. Rồi lên trên. Ok lên cây dừa nha. Trời ơi. Đây. Bò cao ra đi được không? Trời ơi bò. Ôi đây bạn, em đứng đây. Đây là view để chụp hình nha. Đó camera di chuyển qua sau nè, view này để chụp hình nè. Rồi bao giờ, đẹp luôn. Bây giờ đứng mà tạo dáng đồ chụp là xưa rồi bạn. Đó nằm phải không? Đây cái view nằm rồi leo lên là, ở đây nằm phải không? Đó hai người nằm hai đầu đó leo lên cái view nằm các bạn đó đúng không? Phải nằm chưa? Ồ, gì đó mới đẹp chứ còn đứng mà ngồi chụp hình nữa. Đây là xưa rồi chụp tấm này trời ơi. Nói chung là cái điểm này rất là đẹp. Cái điểm này là lên hình lung linh luôn.
đó. Và đặc biệt là các bạn đi ở đây là bạn đi vào buổi chiều, bạn buổi chiều nó sẽ mát hơn. Nhưng mà lịch trình đó là ở đây là anh Băng sẽ sắp xếp cho chúng ta thuận tiện cái việc chúng ta đi câu nè, rồi lặn ngắm san hô đó, cho nên là tranh thủ đi ghi hình những cái điểm chính. Cái này mà vào cái thời khắc mà gọi là đẹp nhất là buổi chiều, thì buổi chiều nó sẽ rất là đông. Có những thời điểm mà cuối tuần là các bạn phải xếp hàng để mà đợi chụp hình. Nhiều khi là người ta đang chụp, mình không thể nào mình chen vào được các bạn. Ôi đẹp quá. Ngoài kia như là cái đường điện lưới anh. Điện lưới quốc gia đây. À là kéo từ bờ ra đảo. Ồ. Là 22 cây số. Dạ. Mỗi một trụ là cách nhau 500 m, tổng cộng là 48 trụ. Trụ ở trên bờ đó là 49 trụ đó. Ờ. Rồi là dài cầu luôn nha. Ở đây là điện là 24/24 luôn đúng không? Ơi, chỉ có cái phần sơn thôi. Ồ. Cái quần đảo Nam Du thì chưa có. Là điện lưới quốc gia luôn. Ơi ok. Trên YouTube dịch ký du lịch. Giờ đi vào ở đây bạn. Quá tuyệt vời. Ôi xin chào các bạn. Đến khu du lịch đảo Hòn Sơn, anh chia sẻ rất là nhiều thông tin chi tiết rõ ràng cụ thể lịch trình đi. Rồi cây dừa nằm mà bạn này đó, ở đây là khu vực cây dừa nằm. Rồi ra ngoài đây mình đứng mình chụp hình cũng khá là đẹp nha các bạn nha. Ở ra đây nè, đứng chụp hình này cũng rất là đẹp nè. Rồi camera di chuyển ra cho bạn xem cái cảnh ở trong nữa nè. Đó. Ồ cho bạn xem cái cảnh ở trong đây nữa nè. Quá đẹp luôn, nước trong veo luôn. Đấy bạn. Đó, cảnh ở trong nước qua là đây cây dừa nằm. Đặc sắc nhất vẫn là cái gốc dừa bạn, cái gốc dừa đó mà đi vào buổi chiều rất là đẹp. Nhưng mà phải đợi chụp hình. Ồ, cho nên là cái tour chúng ta là sắp xếp hướng dẫn các bạn đi cái cho bạn thuận tiện trong tham quan 2 ngày 1 đêm. Ở đây là mình chỉ ghi hình 2 ngày 1 đêm thôi bạn. Còn bạn muốn du lịch 3 ngày 2 đêm thì cứ liên hệ với lại anh Băng, ảnh sẽ sắp xếp cái tour 3 ngày 2 đêm cho chúng ta. Rồi, ok giờ vô trong bạn. Ok ok anh. Ở đây là sẽ giờ vào trong là sẽ cho bạn xem một đoạn flycam nhìn từ trên cao. Thôi không gian dưới vậy, không gian trên nữa. Dựa vô đứng xích ra chút xíu, dựa vô. Đứng dựa vô cái dừa cách cái gì. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Rồi ok, về tới với quán ăn rồi. Bây giờ sẽ mình sẽ đột nhập ra sau bạn. Coi thử người ta nướng đồ, người ta chế biến nha. Ồ, đây là sao à? Ồ, ra được không chị? Được hả? Quay phim ổn không? Quay phim được không? Dạ. Quay phim có sao không? Dạ mấy anh. cái mực của khách à? Dạ cái này là mực của khách hấp dẫn. Ồ dạ. Nhìn hấp dẫn à. Mực đó thì như thế nào chị? Dạ mực ống này 280 kg. Em chế biến là 30 ngàn 1 kg. Ờ là khách mua tới hả? Dạ khách. Ở đây em bán luôn. À vậy hả? Em có mực ống, mực gai, mà mực tuột đầy đủ. Ờ. Còn đây bên đây. Cá. Dạ. Còn bên đây nướng này bạn. Đang nướng đồ này. Đó, đang nướng hải sản. Ở trong cái khu này là mình đi mà đột nhập ra sau mà họ cho quay là ok bạn. Tại vì họ làm sạch sẽ nên họ mới dám cho mình quay. Tại mình đi ra mình không thông báo trước bạn. Vừa tham quan bên đó xong về là đi thẳng vô quán luôn. Nên không thông báo trước. Đó, đây là sò quạt rồi tôi lưa đây. Rồi ok, bây giờ sẽ ra ngoài nha. Ra ngoài ngồi đợi xíu, ta nướng xong rồi ra sẽ lên món. Tiếp tục bấm máy cho các bạn. Đây cả nhà ơi, bây giờ anh em là qua một quá trình là hơn 1 giờ đồng hồ trải nghiệm con rùa vàng, cây dừa nằm. Thì hồi nãy là có đặt hào đó là tự mua, tự lựa luôn. Rồi bây giờ là tới giờ lại mình chiến thôi. Trước tiên là mình ăn cái con bạch tuộc nha. Bạch tuộc này là quyết nhất ở Hòn Sơn, nhưng mình ăn là vừa chín tới thôi. Mình trụng vô như thế này, nước lẩu sôi, trụng con mực vừa chín tới thôi chứ không cần phải chín quá nè, chín quá nó vàng.
Nghĩa là nó khoảng 8 rưỡi là vừa đó. À có nghĩa là vừa chín tới là mình trụng vô là được rồi đúng không? Đúng rồi, 8 rưỡi thôi. À dạ. Đấy. Được được có 90 là được không? Chín quá nó thành bù. Bù ăn nó không có giòn đâu. Trời nhìn hấp dẫn các bạn. Đã chưa, đã chưa? Chỉ có con mực tươi á thì á bóp nó mới ra được như thế này nha. Con mực mà nó bị bủng bị sình là không bao giờ là bóp được. Cái này là mình bóp hay sao anh? Đúng rồi. À là bóp lại nó hả? Đúng rồi, cái người dân á người ta sẽ bóp cho nó ra cái nhớt, cái xúc tu đó nè, cho nó sạch sẽ hết là nó mới bung được như thế này. Con mực mà nó qua nước đá hay là nó qua một cái gì sơ chế rồi thì không bao giờ được vậy. À phải là con mực sống và con mực tự nhiên thì nó mới được như thế này. Trụng ba con là ba con được bung hết, thấy không? Cả dĩa này luôn, trụng hết là nó bung hết. Nó bung cái bông lên các bạn ạ. À. Đấy đúng rồi đó. Nó đặc sắc là nó bung cái bông lên. Đó, nó bung cái bông lên như thế này nè. Các bạn thấy chưa? Ồ nhìn đẹp quá. Đó, bạn ăn được luôn rồi đó em. À, ăn được luôn anh. Rồi thử đi em. Ok mời bạn nha. Đầu tiên là sẽ thưởng thức trước cái bạch tuộc bạn. Ồ nó nóng. Nó rất là giòn nha. Giòn á, lại hại á. Ồ. Thấy không? Mình cắn vào cảm giác là mình đang ăn một cái kiểu như ăn cái đông xương xương sai vậy bạn. Rất là giòn, cắn nghe một cái thật luôn bạn. Và cái nước thì mình nhúng vô nó có vị chua chua ngọt ngọt. Cái này không biết là họ nêm bằng cái gì đây, là có vị chua chua ngọt ngọt đây các bạn nào. Có cà chua, ớt, rồi một số những gia vị khác. Cái này là vừa ăn luôn mà, khỏi cần phải chấm mắm chấm gì đó. Giòn ngon các bạn. Còn đây là mâm thì giống mâm đồ sống mình nữa rồi. Nói chưa? Đầy đủ sò quẹt rồi ngao rồi, con này mình nãy con gì vậy? Dẹo. Rồi dẹo. Đây là mình hào đúng không? Hào đây là hào đá nè. Hào này hiện tại là đang hấp nhất nè, con bự luôn. Vâng. Nãy chín tay mình đưa đây. Con này là hào gai, có nơi gọi là hào hương. Mỗi một vùng, mỗi một nơi đều có cái tên gọi khác nhau. Nhưng mà riêng ở Hòn Sơn gọi là hào hương. Đây mình sẽ ăn thử luôn các bạn. Này nướng mỡ hành. Mực nó giòn, rất là ngon. Cái nước nó vừa miệng luôn. Đặc biệt là đồ sống bạn. Đồ tươi sống đó. Cho nên là mới có vị như thế này. Mực tạo bạn nè. Nó giòn luôn á. Thử cái nước đó. Anh băng cái ăn tự nhiên nha. Rồi 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 rồi. Ôi em thử cái nước rồi, anh thấy là cái nước này cái vừa luôn rồi đó. Tuyệt vời luôn, có ớt, có hành, có ngọt, có khớp. Chua chua vậy ạ, chua chua ngọt ngọt, cay cay. Đầy đủ gia vị. Còn có rau thì mình có rau chứ em. Dạ, kiểu như là nó mình ăn vô là nó ngọt nha, nó ngọt kiểu như ngọt hậu á. Ngọt hậu khớm à. Dạ, nó ngọt hậu á, nó ngọt vô cái cuốn họng mình là bắt đầu nó ngọt hậu bạn. Ngon lắm bạn. Ngọt khớm chứ không phải là đường hay là thế này thế nọ. Dạ, rồi giúp thử con hào nè. Đây con hào đá. Hào sống các bạn, người ta để gì ta nướng cho mình luôn đó. Rồi ơi, tôi là lùm tùm nhất cái vấn đề mà ăn á. Ăn hải sản đi review hải sản rất là lùm tùm luôn. Rồi chấm cái nè, cái này chắc chấm muối luôn anh. Muối luôn em, có người thích chấm muối ớt chanh cũng được, còn mình chấm muối ớt hết đó. Trời ơi chấm nhiều rồi, nặng gì chết tôi rồi. Cái đó là cây đó. Giòn giòn sụp sụp dài à. Dài. Nhưng mà một số người đến đây là ăn con này là khoái nhất là ăn sống nè, chấm mù tạt. Ăn dạ. Chanh vô, cắt chanh vô rồi bắt đầu là để chấm mù tạt là ăn luôn đó em. Dạ. Còn nếu mà em muốn khả năng ăn vậy thì chiều thử. Chiều đi câu lạc thử luôn ạ. Còn không thì sáng mai đi, sáng mai lại để mình ăn tiếp cái nữa mình. Ok ăn sống gì đó. Ok mù tạt nha. Hơi bị whip đó. Cái này là con sò dẹo. Sò dẹo sao là đặt tên sò dẹo anh? Cái này là nó cái hình của nó là hình thù nó dẻo quanh bên đúng không? Thì đúng rồi. Nó dẻo quanh bên giờ ăn không thử bạn, nãy chấm muối ăn không thử. Họ có cái mỡ hành đó kèm theo cái đậu phộng ăn vào kiểu nó hòa quyện trong cái miệng của mình bạn, nó rất là ngon nha. Cái mùi vị mình nhai cái đậu phộng kèm theo cái thịt của con sò rồi có mỡ hành còn cũng hơi mặn mặn, người ta đã nêm gia vị trong cái mỡ hành rồi. Đúng cho rồi. Nên ăn là vừa miệng luôn, rất là vừa miệng luôn đó. Còn con này là con sò quẹt. Sò quẹt thì nó sẽ thường là nó sẽ dai. Con sò quẹt mình đi ăn biển rồi thường là nó sẽ dai dai, coi như là bạn ngon đó. Người ta nướng lựa là lựa đồ sống bạn, tại vì đi biển á ít nhất là đồ chết đúng rồi.
đi biển đi đảo rồi bạn, là các bạn nên kiếm cái đồ sống về ăn. Đó, còn lên đây á, mình khuyên các bạn nếu như ai mà đi lần đầu á thì nên lên liên hệ với anh Băng đi, Băng đưa các bạn đi, tại vì lần đầu tiên là chắc chắn ai cũng phải bỡ ngỡ giống như mình vậy, lần đầu tiên mình đi là mình bỡ ngỡ lắm, lên không biết gì đâu bạn. Liên hệ trước với anh Băng á, lên anh sẽ sắp xếp cho mình cái lịch trình cho nó rất là thuận tiện, mình chỉ việc xách ba lô mình đi thôi, còn lại anh sắp xếp cho mình hết, sắp xếp hết luôn, ăn uống nghỉ ngơi rồi luôn, ăn chỗ nào ăn giá rẻ rồi đi chợ tự mua đồ, xuống làng chài tự mua đồ về rồi cái bắt đầu là nấu thôi. Còn ví dụ như mình đi theo cái diện mà mướn nhà đó, ví dụ như mình đi thì mướn nguyên căn luôn, một con khoảng 10 người 20 người mướn nguyên căn đó, thì trong căn mình có bếp luôn thì mình tự nấu, nhưng mà vậy thì nó cực, thà làm lợi mấy cái quán vậy nè, cái người ta sẽ phụ thu nhưng mà nó rất là rẻ luôn, cho mình khỏe, mình đi chơi không mà về tới giờ ăn là mình ăn thôi. Ở đây là mình chấm cái là biết sao không bạn, người ta bán cái giá sỉ, tại vì người ta thường các bạn để ý đi tới cái điểm nào mà họ có phụ thu cái tiền mà gọi là tiền chế biến á thì họ sẽ tính cho mình cái giá sỉ, đúng rồi. Còn những cái điểm mà không phụ thu cái tiền chế biến á, theo như cảm nhận của mình thôi nha, chứ còn các bạn đi có thể nó sẽ khác, mình không áp đặt nha. Nếu như mình đi những cái điểm nào mà không có tính phụ thu thì họ sẽ tính luôn cái tiền phụ thu vào bên trong chế biến rồi, nó sẽ cao hơn các bạn. Đó là cái kinh nghiệm mà mình đi du lịch biển đảo, mình đang biết bao nhiêu video cho bạn xem rồi. Rồi ok, thì bây giờ là chắc là tạm thời cho du lịch sẽ khép máy để camera ăn nữa, tại vì cái này nhúng vô ăn cái nó giòn nó ngon hơn bạn. Hẹn lại 1:30 là chúng ta sẽ đi câu cá lặn ngắm san hô. Ok rồi, ok bây giờ sẽ để cho camera ăn nha, sau đó sẽ tiếp tục bấm máy ghi hình cho bạn. Rồi ok, ghi ra rồi bạn. Đó, sớm mà đóng máy quên mấy con ghẹ luôn nè. Đây có gọi thêm 3 con ghẹ này, ghẹ sống luôn nha các bạn. Đó, chị mới có vừa luộc xong rồi, có bỏ gì trong đó không? Dạ không, không. À, để ăn có bị gì không? Không có bị gì đâu. Rồi, có bị ghiền bị gì không? Nó ngon. Rồi coi. Ở đây chị vui tính các bạn. Rồi ok, rồi đặt nó cho em đi. Ghiền. Dạ. Rồi đặt xuống cho em đi, đặt xuống em đi. Rồi ok. Giờ tiếp tục chiến mấy con ghẹ nữa bạn. Chiến mấy con ghẹ sau đó sẽ đi ra tàu để đi đi câu xong rồi lặn ngắm san hô. Ở đây là cái bàn hải sản. Rồi ok nhá. Rồi ok, di chuyển tới điểm đi câu rồi các bạn. Anh Băng anh đưa chúng ta buổi xế hôm nay là sẽ đi câu. Mình sẽ chạy xe máy tới là mình gửi ở đây luôn bạn. Gửi ở đây thì các bạn có thể là mua nước uống để đem theo ủng hộ cho cô ở đây luôn. Gửi xe rẻ lắm các bạn ạ, xe gì có gửi có 50 ngàn gì chiếc là quá rẻ luôn bạn. đợi lâu anh. Chờ, tôi anh chơi lên cao luôn bạn đó, anh chơi lên cao luôn nè. Rồi, hấp dẫn chưa? Nước uống nè, nước dừa. Ôi, ôi, lùm lùm đề đề. Nước dừa thôi. Biển, tại vì trải nghiệm tới khoảng 3 tiếng lần. 3 tiếng, đúng rồi. Em phải tranh thủ nước uống theo. Ồ, đây là cần câu rồi bạn. Ồ, đây chắc cần câu VIP rồi ha. Trời ơi, VIP á, em mới được vé đó. Ồ, đi ra ngoài cho anh. Thì nó đang chạy vô kìa. Ra ngoài ở trong nó bị đen á. Đứng ngay góc này nó đen máy, đen màn hình. Rồi ok, đi ra ngay cầu cảng. Cái khu vực mình đi câu ở đây là theo như anh Băng anh nói là cái làng chài. Làng chài này là làng chài cổ xưa luôn anh. Làng chài từ ngày xưa giờ bạn. Còn cái khu mà mình ở bên kia là gần cái hòn con rùa là làng chài mới. Mới bộc phát sau này thôi. Và tối là mình đi đi chợ đêm là đi bên khu làng chài bên đây các bạn. Bên đây cũng có nhà hàng rồi khách sạn nhà nghỉ đầy đủ. Đó. Chúng ta sẽ đứng đây chúng ta đợi ghe vô nè. Ghe đang vô, sẽ đi câu cái ghe nhỏ các bạn, đi câu cái ghe nhỏ. Tại vì là mình muốn trải nghiệm cái dân dã như thế này, coi thử cảm giác mà đi câu của mấy anh dân địa phương như thế nào nha. Đó, đang chờ ghe vô các bạn. Chờ ghe vô rồi sau đó sẽ lên ghe. Nhưng mà chị em phụ nữ mà muốn đi trải nghiệm như Nhật Kiếu Lịch đó thì lưu ý là đeo theo cái găng tay nha, nó nắng lắm các bạn. Trời, nó nắng cực kỳ luôn, tại vì lên trên Hòn Sơn này bạn biết rồi, nó nóng gì mà nó nóng, mà cái tháng nóng này lại chính là cái tháng du lịch biển đẹp nhất. Nó lại đối lập như vậy các bạn đi vào tháng mát thì đa phần nó sẽ bị dính mưa, cho nên là được cái này sẽ mất cái kia. Cho nên các bạn muốn đi du lịch biển đẹp là cứ đi mùa này. Thấy thuyền nhỏ chứ có vỏ nha, có súp rồi đây. Khoái ra nha, có súp bạn, có súp chèo kayak các bạn. Không ai ngờ được thuyền đi tôm có súp. Đồ, ổn lát tắm luôn bạn. Thú vị nha. Cái lịch trình là đi câu cá khoảng 1.5 tiếng bằng 2 tiếng, còn lại là tắm biển. Chắc để đồ xuống trước anh Băng ha. Cho chừng rớt. Rồi để đồ xuống trước đây. Rồi. Để dưới luôn anh, để dưới rồi bước xuống sau. Để xếp luôn đi anh. Nhỏ chứ cái này đủ tiền nghi. Còn cái nó thiếu rồi.
thiếu gái không? Thiếu chị em phụ nữ thôi. Ôi chừng rớt kìa. Rồi giờ xuống nha bạn, giờ xuống đi câu nè. Thôi không nổi đâu anh Bằng ơi. Mình thuê không nổi đâu. Có cô gái nữa mình thuê không nổi đâu. Có không? Có không? Có luôn hả? Có nhóc chân á mà mình thuê không nổi. Thuê không nổi hả? Giờ, giờ kiếm đứa nào thuê cho lên. Đồ, đó người đây đó bạn nè. À. Đã chưa? Bắt đầu thích nhất là cái này. Cái gì? À, cái nhắc này bạn. Rồi ok, sẽ cầm máy cho camera xuống nè. Rồi ok, bắt đầu xuất phát các bạn. Anh Băng thì anh ngồi ở phía sau, anh chuẩn bị cần. Chuẩn bị cần rồi tí nữa ra kia là sẽ thả móc mồi. Đó, ngồi đây thì có cái máy che nè, đi này kiểu là dân giả bạn. À, trên đây thì nếu mà các bạn muốn đi theo kiểu mà tàu lớn á, thì anh Băng anh cũng có tàu lớn cho chúng ta đi luôn. Các bạn đi đoàn tầm khoảng mười mấy, 20 người gì đó đi gia đình á, là có một cái tàu lớn để đi trải nghiệm. Nếu mà có trẻ nhỏ nha, thì các bạn nên đi tàu lớn, đừng cho trẻ nhỏ đi cái ghe như thế này bạn. Tại vì nó không có an toàn cho trẻ nhỏ. Còn mình là mình đi ở đây thì để mình trải nghiệm cho bạn biết là bà con ở đây người ta đi câu kiểu dân giả như thế nào. Đó là chuẩn bị đồ đầy đủ. Cái này là hồi nãy là ăn còn ghẹ còn đồ các bạn. Đó rồi một số những cái ốc sò tí nó làm mùi câu luôn. Ăn không hết. Mà cái bàn ăn mà vừa rồi chúng ta ăn là giá chỉ có hơn 500 ngàn thôi. Nguyên một bàn hải sản hơn 500 ngàn, cả mực, cả ghẹ rồi này kia có hơn 500 ngàn nữa các bạn. Ăn đã luôn. Ăn còn đem về luôn, còn gói đem về luôn. À, cũng quên cập nhật các bạn, cái giá phòng mà mình ở là 350 một đêm đối với phòng một giường, phòng hai người. Còn mà phòng hai giường á là giá của nó là 650. Đó, cập nhật cái giá cho bạn biết. Đây này camera. Camera với anh Băng đang ngồi ở trong làm mồi. Camera thì làm thuốc, còn anh Băng thì làm mồi các bạn. Để trải nghiệm lên trên trên biển đi câu. Trời ơi, các bạn thấy nó dân giả chưa? Thực sự là nói. Ở cái mồi gì hả? Mồi câu hả? Tôm chả. Cái gì? Tôm hả? Tôm chả. Để câu mực. À. Còn mực giả là câu tôm phải không? Đó, chúng ta đi ra gần neo rồi bạn. Đi tầm đoạn nữa là neo lại thôi. Neo lại rồi bắt đầu câu. Đồ đạc lên kỉnh nè, đó, nước nè, rồi chuẩn bị nước, đồ ăn, rồi nước dừa, rồi mồi câu, từ lưa hết bạn. Vàng trận dữ quá bạn. Rồi bây giờ bắt đầu khai đao nè, đó, ra đòn các bạn, anh Băng chuẩn bị ra đòn nè. Móc mồi vô bắt đầu ra đòn. Giờ bắt đầu neo lại nè, bỏ neo xuống, đó, giờ là bắt tài là bỏ neo xuống. Neo lại, ra xa bờ đây bạn, trong kia bờ đây rồi, lên lên giữa biển rồi. Bắt đầu cái nó nhịp bạn ha, cái sóng á nó nhịp. Những ai mà say á là ngồi nó nhịp lát là chịu không nổi luôn á bạn. Có cá bạn. Ô lên cá bạn, lên cá kìa. Ôi. Một con đầu tiên các bạn, chiến lợi phẩm. Cá gì anh? Cái này gọi là con cá dộp. Cá dộp. Trời ơi, cũng của mình sớm giờ đang ăn hết mồi không bạn? Giờ bây giờ để camera câu ra, tôi cầm máy nè. Đây, anh chủ xu anh câu. Ôi, con cá đó cá gì anh? Cái này kêu cái gì? Bóng cát. Cá bóng cát. Đó, này cá nhiều bạn mà cá nhỏ mà. Hy vọng là có con nào đó bự bự to to bạn. Đúng rồi, đẹp video. Sớm giờ là lên toàn là cá nhỏ không. Anh chủ xuồng là lúc sớm anh câu lên được mấy con cá nhỏ anh quăng bỏ bớt rồi bạn. Tiếp tục lên cá bạn. Mà toàn cá nhỏ không à. Trời ơi. Camera cũng sớm giờ cũng dở chạch các bạn. Bị vuột mấy con rồi. Chưa gặp thời. Anh cũng dở chạch cá nó cũng nhấp mầm chứ mà dở lên không có bạn. Dở lên nó đớp mùi quá. Rồi ai câu ai ăn bạn. Ghẹ bên quán nó chắc nguội luôn bạn à, gạch đồ ghẹ lột nữa. Mấy năm cây ha. Ôi chắc nguội luôn. Giờ để mấy anh câu cho bây giờ mình không có tay xét cá giờ ra đây câu được đâu bạn. Làm con ghẹ anh Băng ơi. Làm đi em. 5 cây bỏ qua bên cái bên. Giờ ngồi ăn rồi. Ai câu cao ra giờ một tay cầm bẫy, tay nghi kéo cước. Rồi thôi. Ghẹ ở trên quán á. Chắc bạn. Ngọt thiệt. Đắt nổi luôn. Ngon à. Người ăn cảm giác bạn ăn ở trên quán nhà hàng xưa đúng không? Lên đên giữa biển ăn ghẹ này nó mới thú vị chứ bạn. Life is a winding road.
telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Rồi, giờ sẽ nhổ neo để đi vào trong bãi tắm làng san hô các bạn, chơi thuyền kayak. Đây, gần tới bãi tắm rồi các bạn. Cũng có một số thuyền người ta neo lại cho khách xuống tắm các bạn. Một số thuyền người ta neo lại cho khách du lịch xuống tắm. Thì trải nghiệm bên Hòn Sơn nó dân dã hơn các bạn. Nó dân dã hơn bên Nam Du. Theo như cảm nhận của mình là nó dân dã hơn các bạn. Đó, một số thuyền người ta đang neo lại đây. Ta neo lại để cho khách xuống chèo kayak rồi tắm biển các bạn. Giờ này là cũng đã gần 4 giờ rồi mà các bạn thấy không? Nắng chói chang luôn. Trời ơi. Đó, người ta đang chèo kayak rồi kìa. Xa xa ngay khu vực trước màn hình các bạn. Giờ ghe đang tiến vào gần hơn, xuồng đang tiến vào gần hơn. Đây. Vào cho các bạn xem quang cảnh du khách tắm biển các bạn. Tắm biển. Ở đây chèo kayak nè, đây là cái bãi tắm. Tàu thuyền neo đậu để xuống bơi tắm rồi đây các bạn. Rồi, giờ xuống cái súp trước nè. Rồi, rồi. Rồi, ok. Ok. Đây. Bạn ơi, nước mát các bạn. Đó, ra đây là đi. Sau một ngày chúng ta đi tham quan các điểm, à bây giờ là đến tiết mục tắm các bạn. Đây là cái bãi để lặn ngắm san hô các bạn. Bãi để lặn ngắm san hô. Một tí nữa thôi là bắt đầu khách người ta tới đây nhiều lắm bạn. Ô, đã ra. Giờ bơi ra, bơi ra. Lặn số 1 coi coi. Vô trong này bạn, vô trong này. Ở trong đây nó cạn anh Băng. Cạn cạn. Chứ đó là đi bộ chứ không bơi được nha. Đi bộ hả? Ừ. Nó cạn rồi. Bóng cây không kia luôn bạn. Rồi ok các bạn, thì bây giờ điểm đến tiếp theo mà Nhật Ký Lịch đưa bạn đi, chúng ta sẽ đi xuống khu vực bãi bàn anh. Đúng rồi. Bãi bàn ở đây là gì đây? Sora. Ở dưới là có nhà hàng nhà nghỉ đồ ở dưới anh. Có nhà nghỉ. À, dạ. Các trò chơi. À, có các trò chơi. Chơi oh. Chơi phao nước. À. Phao nước á. Phao nước. Cano nước hả? Cano nước. Cano nước với phao chuối. À, chúng ta sẽ đi những cái bậc cấp dưới này để xuống khu vực bãi bàn. Đây là bãi tắm các bạn, bãi tắm, một trong những cái bãi tắm mà rất là nhiều bạn đã tới đây review rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống để cho bạn xem trực tiếp nha, coi thử là bãi tắm bãi bàn như nào. Chưa thay đồ luôn bạn, mình đang tắm bên kia thì cho bạn ghi hình cho bạn cái lịch trình mà các bạn đi tham quan ở trên Hòn Sơn 2 ngày 1 đêm á, là ghi hình cái lịch trình chi tiết cho bạn dễ hiểu. Là mình tắm bên đó xong là qua bên đây các bạn, qua bên bãi bàn tí nữa xuống coi biển đồ đẹp rồi tắm tiếp bạn. Cho nên là chưa thay đồ đâu, tí nữa là về phòng thay đồ và sau đó là sẽ đưa các bạn đi ăn tối ở ngay chợ đêm Hòn Sơn.
Đây bạn, đây là view ở khu vực bãi Bàng. Đây là một bãi tắm các bạn. Đó, trước mặt các bạn đang thấy là một cái võng này bạn nè. Đó, cái võng này để ngồi chụp hình view biển đây bạn. Các bạn thấy đẹp chưa? Ôi ôi, bên đây nè, khu vực bên đây là nhiều những cái bàn ghế để chúng ta ngồi uống nước bạn. Ngay khu vực bãi Bàng. Đó, bạn thấy cảnh đẹp chưa? Đây, rất là đẹp. Ngay khu vực bãi Bàng các bạn có những cái cây dừa nằm nằm xa xa mặt biển nữa bạn nè. Đó, bạn thấy chưa? Giờ này là tắm biển dưới đây là đẹp rồi bạn. Đây khu vực bãi tắm gọi là bãi Bàng Hòn Sơn. Ở đây thì có những cái trò chơi như là trò phao chuối nè, rồi cano nước các bạn. Đó, mọi người đang chạy xuống để tắm biển nha bạn à. Rồi trên đây cũng có những cái súp nữa bạn. Đó, anh Bằng đang chuẩn bị xuống dưới. Cái trò phao chuối với lại trò gì cano nước anh Bằng biết giá không, cập nhật khán giả anh Bằng. Cano nước. Dạ. Thì thuê tiếng đồng hồ nó tầm 2,5 triệu 3 triệu. À. Còn phao chuối thì cầu người mỗi người 100 ngàn. Phao chuối là mỗi người 100 ngàn, còn cano nước là một thuê tiếng đúng không anh? Thuê tiếng là tầm 2 đến 3 triệu bạn. Đó. Đây là khu vực dưới bãi biển, mình sẽ cho bạn ngắm cảnh một vòng vào khu vực bãi biển và tiếp tục nhảy xuống tắm bạn. Trời, nước ở đây nó sạch và giờ mình xuống mình tắm chứ không nó phí bạn. Đó, mọi người đang đứng chụp hình ở dưới bãi Bàng kìa. Ở dưới thì cũng có một cái cây cầu, một cái xích đu các bạn. Một cái xích đu để cho mọi người ngồi lên chụp hình view biển các bạn. Đây, người ta đang tắm ở ngoài kia thì có họ làm những cái dây các bạn. Họ làm những cái dây để mà chặn lại để cho du khách không có ra xa các bạn à. Đây, cái view chỗ này thì nó khá là đẹp bạn. Ôi ôi, nước trong veo luôn bạn à. Đây nè, cho bạn xem là nhìn xuống là thấy dưới luôn các bạn thấy chưa? Ôi ôi, rất là sạch, trong veo luôn. Đó. Khu vực ở đây thì vẫn có nhà nghỉ nè, một số những phòng ở đây các bạn. Những phòng đây, đây là khu bãi tắm rồi. Khu vực bãi tắm rồi bạn à. Đó, người ta đang chèo súp kìa. Bên đây là một số khách chuẩn bị đi phao chuối nè bạn. Đó, chuẩn bị đi phao chuối nè. Đó, bạn thấy chưa? Nhìn đã chưa, đã chưa? View này là view những hàng dưa các bạn, những hàng dưa. Ôi, đẹp tuyệt vời các bạn. Rồi ok, bây giờ sẽ tiếp tục tắm biển các bạn. Tiếp tục tắm biển nha. Tắm biển một tí rồi chúng ta sẽ về phòng các bạn, về phòng để tắm rửa, tắm lại nước sạch và sau đó sẽ đưa các bạn chúng ta sẽ đi ăn tối. Ăn tối ở khu vực chợ đêm các bạn. Đây, bãi tắm ở đây rất là sạch các bạn. Rất sạch đẹp. Ngay Hòn Sơn, khu vực bãi tắm ở Hòn Sơn rất là sạch đẹp luôn các bạn. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. So high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground.
Ok bạn, thì sau khi tắm biển ở bãi bàng xong thì mình về phòng để mình tắm rửa vệ sinh cá nhân. Xong bây giờ là sẽ đưa bạn, chúng ta sẽ đi uống cà phê bạn. Dọc cái đường mà đi về bên chỗ nhà nghỉ bên đó là có một cái quán cà phê, mình thấy cái view nó ở trên thì cũng khá là ổn, nhưng mà nghe nói là ở dưới đó còn cái view nữa, thì sẽ đi vào ghi hình cho bạn, giới thiệu cho bạn cái điểm mà ngoài chúng ta đi tham quan cả ngày nay thì buổi tối chúng ta làm gì. Uống cà phê ở đây xong thì Nhật ký lịch sẽ di chuyển ra ngoài khu vực chợ đêm, sẽ ghi hình ăn uống ngoài chợ đêm cho bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong để order nước các bạn. Mình order ở đây đúng không anh? Ở đây hay là trong kia, trong đây là như nhau đúng không? Dạ dạ, mình order ở đây rồi xong rồi mình ở đây ra quá đơn cho mình, xuống dưới có quầy dưới biển. Ok ok. Biển. Ở dưới view đẹp không? View đẹp anh. Đẹp à? Chiều à? Có đèn sáng bên trong, đèn sáng hay không? Đèn sáng. Rồi cho em một một cacao đá đi. Cacao ra uống gì? Một cà phê sữa đá. Dạ mình hai phần. Hai phần. Dạ. Của anh hiện tại là 80. Rồi ok. Anh để lấy quá đơn giúp em, rồi mình đưa cái quá đơn xuống dưới là có người pha nước cho mình. Ok ok. Đi thẳng xuống ngay quầy luôn. Ok. Chờ nhận cái hóa đơn các bạn, rồi sau đó sẽ em xuống đưa dưới. Đơn, đơn dưới quầy dưới là có người pha nước cho mình. Ok rồi, cảm ơn nha. Trước khi xuống dưới thì sẽ đưa bạn, chúng ta sẽ đi tham quan một vòng ở trong nha. Đây nè. Khu vực bên này là phục vụ ăn uống bạn. Đó, vô cho bạn coi cái view ở trong nè. Đây. Mình có thể ngồi ở trên đây cũng được bạn, nhưng mà mấy ảnh nói là dưới là nó sẽ đẹp hơn đó, cho nên là cho bạn xem một vòng ở trên đây trước khi chúng ta xuống dưới đó. Nhìn sơ sơ qua xíu bạn, ở dưới kìa, đó khu vực đó là bên dưới bạn thấy chưa. Rồi đó, trên đây thì nó như thế này đó bạn. Bây giờ sẽ đi xuống dưới nha, di chuyển xuống dưới coi thì nó đẹp như nào, ghi hình cho bạn xem nè. Mình muốn đi đường này hay đi đường bên kia cũng được, được. Đi đường này thì nó đẹp hơn, đường này đẹp hơn. Đây là mấy giờ mình mở cửa rồi, mấy giờ nghỉ anh? 6 giờ rưỡi sáng mình mở cửa. Dạ. Chiều tối thì anh đi uống phơi tới 11, 12 giờ bình thường. Ok. Ở đây là có phòng nghỉ cho khách nghỉ không? Nếu dạ, mà khách nghỉ con. Giúp anh đi xuống dưới thì cái dãy phòng nằm đó luôn. Cái giá phòng em hỏi được anh. Giá phòng nếu mà phòng mình thấp nhất là 1,5 triệu, triệu cao rưỡi. Nhất là 3,4 triệu. 3,4 triệu tư là dành cho 4 người. Rồi nó có dịch vụ gì bên trong cái giá phòng đó? Có buffet sáng. Buffet sáng. Đúng rồi. Ngoài ra là có cái gì khác không? Dạ không, mình chỉ là giá phòng với ăn buffet sáng thôi. Okay. Như ngay dịp mà nó khuyến mãi mình á 1,390 á, thì lúc đó mấy cái vé đi khứ hồi của mình với ăn ba cử. Ok rồi, em cảm ơn nhé. Rồi ok, đi xuống rồi. Đó, vừa rồi em cập nhật cái giá phòng cho bạn. Tại vì các bạn biết sao, lần đầu tiên là mình đến Hòn Sơn, cho nên là biết anh Băng á, thì mình qua bên khu vực chỗ anh Băng mình ở. Chứ còn nếu mà mình đi lần thứ 2, thứ 3 thì sẽ trải nghiệm ở những cái khu này cho bạn xem. Giá phòng ở đây thấp nhất là 1,5 triệu, cao nhất là 3,4 triệu các bạn. Vừa rồi ảnh vừa nói á, đây là cái tuyến đường các bạn, cái tuyến đường để di chuyển xuống dưới uống nước nè. Cái view ở dưới nghe nói là view biển các bạn. Đó, dọc đường thì người ta có lát những cái đèn như thế này nè. Đó, người ta trang trí bằng những cái đèn led dọc hai bên những cái dây để chúng ta đi xuống dưới. Rồi xuống dưới nha. Đây, xuống dưới đây các bạn. Ở dưới đây thì nó sáng hơn, ở trên đó thì nó hơi tối bạn. Dưới đây thì nhiều đèn nó sáng hơn nè. Đó, xuống uống cà phê ngắm cảnh biển đêm các bạn. Đây, không biết là đi lối nào đây, chắc đi thẳng xuống luôn các bạn. Chắc đi thẳng xuống rồi. Để coi. Lần đầu tiên lên Hòn Sơn cái gì cũng bỡ ngỡ hết bạn à. À, dưới có cái quầy dưới các bạn. Ok, chúng ta di chuyển xuống dưới nha. Đó. Cái giá nước ở đây như là thấp nhất hồi nãy mình coi trên cái menu là thấp nhất đây là 35-40 nghìn một phần nước để chúng ta ngồi uống ngắm cảnh. Và dọc bên đây là những cái dãy phòng nè bạn nè, dãy phòng để cho khách ở. Ở đây thì khá đẹp nha, mình thấy ở đây là khá ổn á. Rồi tới rồi bạn, xuống dưới rồi. Đó, những cái dãy ở trên mà mình đây là treo ra đi di chuyển qua cho bạn xem nè. Đó, những cái dãy bên đây là những cái phòng cho khách ở. Buổi tối thì mình sẽ không thấy đâu bạn. Tuy họ có lên đèn nhưng mà bạn nhìn trên màn hình chắc là sẽ không nhìn rõ. Buổi sáng là nhìn nó rõ hơn bạn, nhưng mà mình thấy ở đây là view khá là đẹp nha, view khá ổn. Rồi sẽ xuống đây để order nước. Cái này mình nhận nước ở đây em. Trời ơi, ăn cái gì cho ăn nữa? Ăn gì ạ? Ăn cơm hả? Còn không cho ăn nữa? Rồi. Trời ơi, này mà nó báo động lên là chạy vô lấy đúng không? 11. Là ngồi ở đâu cũng được đúng không em? Tắt nhạc xíu giúp anh được không? Cảm ơn nha. Rồi ăn đi, còn không cho tí cho ăn biết coi. Rồi đây bạn, đây là cái view ở khu vực bên dưới này. Đó, ở đây thì cũng có những cái dãy bàn người ta ngồi cà phê, đây bên đây cũng đẹp nữa các bạn này.
sẽ nhận những một cái thẻ như này, mà khi chờ cái thẻ mà nó kêu lên đó bạn, chúng ta đi vào chúng ta nhận nước. Đây đi khám phá hết cho bạn, buổi tối thì nó có cái nét đẹp riêng của buổi tối. Đây là không gian ở trên. Đây xuống dưới đây các bạn. Đó. Mình ngồi đâu cũng được các bạn à. Vô đây là bạn thấy view nào đẹp là bạn ngồi thôi. Cái này mà theo mình nghĩ là uống cà phê buổi sáng nó sẽ đẹp hơn. Tại vì buổi sáng á, là các bạn nhìn được cái cảnh biển ở bên dưới bạn. Buổi sáng là sẽ nhìn được cảnh biển bên dưới, còn buổi tối là chúng ta ngồi đây là nhìn ra chỉ thấy cái ánh đèn ngoài khơi là những cái ánh đèn mà nhá của cái tàu thuyền thôi. Chứ còn ở đây mình thấy là nếu mà buổi sáng bạn tới đây là tuyệt vời luôn, hợp lý, rất là hợp lý luôn để chúng ta buổi sáng tới đây. Nhưng mà cái lịch trình đó mình muốn ghi hình đa phần là nhiều khi các bạn đi chơi về buổi chiều tối rồi nó tầm khoảng 5-6 giờ bạn không biết đi đâu á, thì đây cũng là cái điểm để chúng ta có thể những hội nhóm bạn bè chúng ta sẽ tập trung lại ngồi uống phê tán gẫu rồi sau đó sẽ di chuyển đi ăn đêm ở ngoài chợ đêm, cho nó sắp xếp cái lịch trình để bạn biết cho nó chi tiết. Mình qua đây uống cà phê buổi tối ở đây. Rồi lên trên nè bạn, lên trên cho bạn xem một vòng view ở trên nè. Đây, lên đây. Rồi trong đây khá là rộng nha bạn. Đó. Hello. Hello, hello. Ok, lên trên. Trời ơi, nhìn ở trên này có cái gì hoa đồ ở trên nè bạn. Đây. Lên đây. Đó. Trên đây cũng khá là đẹp nha, nó buổi tối thôi bạn, nhưng mà tiểu cảnh họ làm trang trí cũng khá là đẹp. Đây nè, vừa rồi là camera coi chừng cái hơi nước, camera hơi nước, đang đi vô vòng nước. Đây, cái dãy bên đây là dãy phòng nè bạn. Bỏ những cái dãy phòng cho khách ở, ở bạn thấy chưa? Rồi qua đây, camera qua đây. Giờ tôi đi, tôi leo vô cỏ luôn nè, cho camera dễ đi nè. Đó, trên đây họ lát những cái miếng gạch để chúng ta đi nè. Bên trong vẫn có tiểu cảnh đây, camera vô nè. Đấy, trong đây vẫn có những cái tiểu cảnh để chúng ta chụp hình, chụp ảnh đây các bạn. Qua đây. Đó, những chiếc xích lô vậy, Bình Minh ơi dậy chưa các bạn. Giờ buổi tối, đây Bình Minh ơi dậy chưa nè. Ở đây mình thấy là buổi sáng nó sẽ đẹp hơn các bạn. Buổi sáng là tới đây là nhìn rõ quang cảnh hơn. Và đặc biệt là các bạn ngồi ở trên, các bạn ngồi ngắm xuống cái cảnh biển sẽ thấy rõ hơn. Còn buổi tối thì tuy sẽ có những ánh đèn nhưng mà không được đẹp là chúng ta không có ngắm được biển mà. Rồi lên đây nữa, còn nhiều ở trên đây. Ôi. Đây lên đây. Ghi hình chi tiết trong đây cho các bạn. Đó. Như lúc nãy mà mình xuống là mình xuống cái lối bên đó. Còn các bạn mà xuống cái lối bên đây vẫn được nè. Bên đây em có cái đường để chúng ta đi lên đi xuống nè bạn. Đây. Ở trên rất là nhiều những tiểu cảnh để chụp hình nè. Đó, có họ có làm con thuyền gì để ho đồ trên rồi những cây trong trống rồi tất cả những cái cây trong đây là họ treo rất là nhiều những cái đèn lung linh vào buổi tối. Mày thấy chưa? Dạ chào anh. Dạ. Rồi ok chúng ta đi xuống nha. Trời ơi sớm giờ mà chưa thấy nó kêu nữa bạn. Rồi thì họ tưới cây hàng ngày luôn bạn, cho nên là nước nè. Đó, nếu mà có dịp quay lại Hòn Sơn thì chắc chắn là mình sẽ ở đây các bạn, ở đây để trải nghiệm cho bạn xem thử là phòng ốc ở đây như thế nào. Hôm nay có những bạn chỉ dẫn thì Sun Sơ Ba là cái khu vừa rồi, khu bày ba này, rồi khu check in là ở dưới đó, khu chiêu bãi tắm rồi là ở dưới, trong đây có bãi tắm luôn. Chúng ta ở tại đây, lưu trú tại đây thì có cái bãi tắm là chúng ta tắm biển ở đây luôn các bạn. Rồi qua đây đi hết một vòng cho bạn xem. Rồi tự bê luôn đúng không? Rồi cái nào là cà phê nào đẹp cacao đúng không? Ồ rồi. Rồi ok anh cảm ơn nha. Em tên gì? Em tên Trân. À Trân hay là Trăng? Trân. À Trân á hả? Dạ. Ồ tên đẹp á. Rồi anh cảm ơn nha. Bây giờ sẽ di chuyển lên kiếm cái góc chiêu chiêu ngồi các bạn. Buổi tối thì nhiều khi nó còn hạn chế những cái góc mình ngồi á. Nó sẽ có những khu vực mà nó hơi bị thiếu sáng. Bạn thông cảm, nhưng mà mình nghĩ thì mỗi một khoảng khắc thì nó sẽ có những cái nét đẹp khác nhau các bạn. Buổi sáng thì chúng ta sẽ ngắm được biển, buổi tối thì lên đèn. Đây qua đây ngồi bạn. Rồi ok ngồi đây cho nó đủ sáng rồi, camera di chuyển qua bên kia kìa. Đó. Trời ơi cái bàn này sao để được người ta, sao ớn rớt vậy ta. Ôi, uống ngã ta. Rồi ok, ngồi đây uống nước bạn.
Cái góc này thì cũng khá là chill buổi tối, yên tĩnh mà. Trong đây là người ta có mở nhạc nhẹ rồi cho chúng ta nghe, nhưng mà mình nhờ họ hỗ trợ tắt cho mình cái nhạc các bạn, tại vì các bạn cũng biết rồi, cái cực của mấy anh em làm YouTube là sợ nhất là cái nhạc bản quyền các bạn đó, cho nên là nhờ họ hỗ trợ tầm 50 phút ghi hình, ngồi uống nước xíu xe di chuyển ra chợ đêm để khám phá khu ẩm thực chợ đêm, ghi hình cho các bạn nha. Vừa rồi lúc chiều thì tắm ở bên bãi vàng, thì có một cái lưu ý cho các bạn là cái cách của cái người phục vụ ở bãi vàng các bạn, cái người làm dịch vụ ở bãi vàng mình thấy nó hơi tệ xíu, nghĩa là mình xuống để ghi hình cái khu vực bãi vàng cho các bạn, thì ở đó là khi chúng ta vào là sẽ gọi những cái phần nước để chúng ta ngồi uống và tắm biển, cái đó là bắt buộc luôn các bạn đó, lưu ý nha. Chứ nhiều khi các bạn xuống không gọi nước lên là người ta sạc các bạn á. Mình xuống là mình họ ra để mình order nước, thì order nước mình đang bay playcam cho các bạn xem cái cảnh ở bãi vàng đó, thì cũng tâm sự với bạn luôn, mình đang bay playcam thì họ ra mình kêu là họ đợi xíu, mình đang bay dở cái đoạn playcam xong rồi mình sẽ order và mình thanh toán luôn, tại vì order nước là thanh toán luôn các bạn, mình không bọc tiền mặt, đa phần là chuyển khoản thôi. Thì họ mới đi lên, khi mình bay livecam xong thì mình chưa thấy họ xuống nước, mình mới gọi, mình gọi lại một lần nữa cũng không thấy ai nghe, thôi mình bỏ mình đi về. Bỏ đi lên thì cái không biết là chị đó là quản lý hay là chủ ở bãi vàng á, thì chị cứ kiểu như chỉ lằng nhằng nhằng chứ nói mình sao xuống rồi không gọi nước đâu uống. Thực sự các bạn thấy tôi đi du lịch, trời ơi tôi ăn hải sản đồ này kia khác nọ, xuống dưới có mấy chai nước đâu mà chị nói này nọ, đó là cái cách phục vụ ở bên bãi vàng, mình thấy làm nó quá là tệ các bạn. Đó cho nên là các bạn lưu ý nha. Còn cái bãi biển rất là đẹp. Cái bãi đó thì công tâm mà nói là nó đẹp để chúng ta xuống chúng ta tắm biển vào buổi chiều. Nhưng mình chỉ nói một điều là cái cách làm dịch vụ của bạn, họ tệ cái là họ này nọ với khách á. Trời có mấy chai nước nó đâu có tới đâu đâu bạn, có mấy chục nghìn thôi mà họ nói này nó nọ mình thấy ghét các bạn. Rồi ok, ngồi xíu uống nước xong rồi sẽ di chuyển qua bên khu ẩm thực và sau đó sẽ tiếp tục bấm máy ghi hình cho các bạn nhé. Di chuyển tới gần xuống chợ đêm rồi các bạn. Ở đây ở trên đầu dốc mình chạy xuống thì từ bên chỗ khu vực quán cà phê đi qua bên chỗ chợ đêm đây á là tầm khoảng cỡ 3 đến 4 cây số bạn, tầm hơn 3 cây số. Cái đoạn đường đây cũng rất là đẹp bạn ạ. Ở dưới xa trước mặt các bạn đang thấy là ta lên đèn á là khu vực chợ đêm nha. Ở đây thì cũng có nhà nghỉ, khách sạn rồi dưới đây luôn. Nhưng mà cũng nói với bạn là mình đi Đoàn Sơn lần đầu á thì biết anh Băng, thì mình qua chỗ anh Băng mình ở. Đó chứ dọc đây là vẫn có nhà nghỉ, khách sạn, view biển. Và cái bãi này là bãi cảng mới các bạn, cảng mới. Sau này là có lẽ là tàu thuyền sẽ cập bến ở cảng này luôn các bạn. Đó giờ sẽ đi dạo rồi ghi hình cho bạn nè. Dọc đường thì cũng có rất là nhiều những cái hàng quán bà con người ta buôn bán những cái hải sản đặc sản của đảo Hòn Sơn các bạn. Đây, quen ăn quen uống rồi tấp nập các bạn, xe cộ đậu đầy đường các bạn thấy không. Đi sâu vào bên trong kia là những khu ánh đèn đó, bên đây là những cái quán có view đẹp này đó, bạn thấy chưa, view bên đây nè, ôi ôi đẹp chưa các bạn đó. Rồi khu vực ở đây thì bán cơm phở lẩu rồi đầy đủ bạn, nói chung là chợ đêm ở khu phố ẩm thực đêm của Hòn Sơn đầy đủ. Mình đang đi dọc cái bờ kè, dọc bờ biển, cái này buổi sáng các bạn đi thì cũng khá là lạ mắt, và đi sâu vào bên trong khu ẩm thực đêm á là sẽ tới cái khu vực gọi là làng chài. Đó là một cái làng chài lâu năm rồi bạn. Còn ở bên chỗ hòn con rùa á, hòn đá con rùa là làng chài mới sau này. Đó là cái hòn chài, cái làng chài bên đây là làng chài cũ, người dân người ta vẫn sinh sống cho tới bây giờ luôn. Có rất là nhiều những ánh đèn ở trên cây các bạn thấy không? Người ta đi bộ à, đó đi tản bộ, mình sẽ chạy một đoạn rồi kiếm chỗ gửi xe, sau đó tiếp tục đi bộ ghi hình cho các bạn nha. Đây, rất là nhiều những cái quán cà phê vẫn có bạn, cà phê ăn uống đầy đủ luôn. Hôm đây thì hôm tây Mai Sơn rồi đấy bạn. Đó, hôm tây cà phê ngay mặt biển luôn bạn, mặt view bờ kè. Rồi đi sâu vào chợ đêm rồi bạn nè. Đó sẽ chạy dọc sâu vào chợ đêm nha. Đi từ đầu đường đi xuống cho bạn xem nè. Người ta bán đầy đủ những cái đặc sản rồi đồ nướng, cá nướng, hải sản, đá me rồi những đặc sản quà lưu niệm, đồ biển đầy đủ luôn các bạn. Đó lên đèn lung linh bạn à, buổi tối ở đây là khu vực ở đây là lên đèn lung linh luôn này. Rồi ôi xe sau tao bóp kèn. Ôi ôi đẹp chưa? Đó lên đèn lung linh đi, hải sản gì đầy đủ luôn bạn. Rồi mình kiếm chỗ mình để xe đã bạn. Đang chạy xe máy, thuê chỗ xe máy chỗ anh Băng luôn.
Rồi ơi, đây tấp nập luôn bạn nè, thấy chưa? Thì hải sản nhã kỳ gì đây, tấp nập luôn. Rồi cho qua đi cô ơi. Đang uống ghế tắm đây. Chị ơi tắm. Ồ trời ơi, tấp nập luôn bạn, thấy chưa? Tấp nập luôn, tấp nập luôn. Rồi, kiếm chỗ để xe bạn, kiếm chỗ để xe đã. Tối mai ra ăn. Đây đi một vòng luôn bạn, đi một vòng đảo luôn. Cho bạn xem rồi sau đó sẽ xuống lại kiếm quán ăn nha. Đây người ta bán đầy đủ này, gọi cá chích cá đồ. Đó. Bên đây thì rất là nhiều những cái quán ăn mặt bờ kè. Ôi rất là nhiều luôn bạn, rất là nhiều những quán ăn mặt bờ kè luôn. Xuống đây thì nó vắng lại rồi bạn à, xuống đây thì hết rồi. Tới đây là rồi vắng rồi. Rồi gửi xe rồi bạn, mới vừa để xe xong bây giờ sẽ đi dạo một vòng nữa cho bạn xem nè. Nãy chạy xe bạn nhiều khi xem không rõ. Đây, bằng tắm rửa rồi nhìn đẹp trai hẳn lên rồi. Chờ lâu anh. À dạ. Vì đây đầy đủ quán cơm, phở, lẩu rồi đầy đủ. Ở đây như em nghe nói là đặc sản là gỏi gì, cá chích đúng không? Cá chích. Ờ, giờ đi kiếm cái quán gỏi cá chích để ăn cho bạn xem. Thêm cái nó là gỏi con cá gỏi luôn. Tên gỏi con cá gỏi, rồi ok ok. Cái này là cài đã bắt. Ok ok, giờ kiếm cái quán có hai món đặc sản rồi ăn thử thôi. Hải sản thì ăn chưa rồi bạn, cho nên là tối nay sẽ kiếm cái gì đó nó lạ ăn ghi hình cho bạn. Gỏi là thế nào? Đây, chợ đêm bạn, khu ẩm thực đêm. Đó, thì đây cũng gọi cá chích an nhiên rồi đi đấy bạn nè. Đặc biệt là gỏi ở đây là ăn rau rất là nhiều đấy bạn nè. Đó, rau, thấy chưa? Rau để ăn gỏi cá chích. Bên đây gì, hải sản nhã kỳ gì đây bạn. Đó, buổi tối ăn hải sản thì bạn ra đây, ngay vô mặt bờ kè đây. Ok, đi dạo cái đã. Rồi, tiếp tục đi lên đây bạn. Ở dưới cái quán nó đang mở nhạc bạn à, cho nên là ngại ngồi ăn á, ngồi ăn rồi nó dính nhạc bán quyền. Đây lên đây. Anh Băng anh cũng đang quay vlog. Anh Băng anh có một cái kênh YouTube Băng Lê Hòn Sơn các bạn. Bạn cũng có thể ghé qua kênh của anh để mà theo dõi. Thì kênh anh chuyên quay về Hòn Sơn. Đó, chuyên quay về Hòn Sơn, các bạn có thể ghé kênh để theo dõi cập nhật những cái điểm ở trên Hòn Sơn mới nhất là anh Băng anh luôn cập nhật trên kênh á. Phút này là yên tĩnh rồi ha. Yên tĩnh rồi. Đây gọi cá chích gì nhạc đó. Đi tao thấy nhạc rồi trời. Ôi ơi. Rồi khó rồi. Đây về đây gọi cá chích hả? Gọi cá chích rồi gọi gì nữa chị? À gọi cá gọi hả? Rồi. Cái gọi cá chích gọi cá gọi thì mình bán như nào? À. Phần trăm hai, phần trăm rưỡi đúng không? Phần 200 rồi lấy cho cái gì? À, một phần gỏi cá chích với lại một phần gỏi cá gì nữa, gỏi cá gỏi rồi phần trăm rưỡi đi, mỗi phần trăm rưỡi. Dạ. Ok, hai phần á. Rồi gọi ra cho khán giả biết rồi gọi cá chích với lại ba người mà ăn gì vậy? Ồ nhiều lắm hả? Bây giờ là thôi chứ à, là phần trăm rưỡi thôi, phần trăm rưỡi thôi, phần thôi mà đấy là còn cá gỏi không để em liệt liệt. Ừ. Rồi nếu mà còn thì em làm hai thứ thôi. À làm hai thứ chung vô luôn. Đúng rồi. Trời, chỉ nhiệt tình bạn, chỉ nói là ăn không có hết. Tại vì ba người chỉ có ba người thôi mà ăn hai phần, mình gọi hai phần, một phần gọi cái chích, một phần gọi cái gỏi là chị nói nhiều lắm, chị ăn không hết. Thấy nhiệt tình chưa? Đó, chị kêu là giờ để chị làm lại cho một phần thôi. Còn có gỏi không ạ? Đó, đây là gì, những cái rau này là để ăn gỏi nè. Và đi vô đây cho bạn xem cái view ở trong đây. Đây ngồi đây ăn là để ngắm biển bạn. Qua đây cho bạn xem nè. Đó. Nhưng mà ngồi đây là sóng, hiện tại là sóng đang cao bạn, nó đập vô ướt các bạn à. Bình thường mà sóng êm là ngồi đây vẫn được nha. Ngồi đây ngắm biển, ngắm tàu thuyền neo đậu, ngoài xa thì mình không thấy gì đâu. Lên màn hình không thấy gì đâu nhưng mà mắt thường là sẽ nhìn rõ. Nhưng mà trời ơi các bạn thấy chưa, sóng hiện tại nó rất cao cho nên là sẽ ngồi ở trong thôi. Ngồi trong đây ăn thôi. Bên đây họ bán gì, trái cây sinh tố gì nữa nè. Đi qua chọc chị vô quán xíu à. Rồi qua đây. Ở đây có cần người phụ bán không? Dạ, hỏi bà chủ. Bà chủ đâu? Bà chủ đâu? Bà hỏi chứ. Trên ngồi bàn xa cái lo nhạc là được à. Ừ. Ngồi bên ngồi giữa đây đi. Bên kia nó có cái thùng rác rồi. Ở giữa đi. Các bạn lại với anh bạn đó hả? Đây. Ờ đây đi cho sóng nó khỏi đánh vô. Cưng bên chung chủ không? Chủ là cái nhỏ quỷ bóp cho nó hình. Bên đây với bên kia là giống nhau vậy. À bên đây là gỏi, bên kia hải sản. Ok, thử cái món gì gỏi cá chích với lại gỏi cá gỏi trên đảo Hòn Sơn các bạn. Hải sản thì ăn hồi chưa, lâu giúp em cái ghế chị.
Hải sản thì chưa ăn cho bạn xem hải sản trên đây rồi, nhưng mà cái khu vực này là khu vực ẩm thực đêm thì chúng ta muốn ăn hải sản thì dọc đây rất là nhiều. Các bạn có thể cân nhắc để ghé một vài quán, thì theo mình thấy là như anh Ba nói là có cái quán dưới đây cũng có quán Nhã Kỳ nè, hoặc là ăn gỏi cá chích thì kế bên quán Nhã Kỳ cũng có một cái quán gỏi cá chích. Cái quán mà vừa rồi mình đứng là nhạc nó to quá bạn, cho nên là mình không thể nào mình kêu người ta tắt nhạc được, tại vì người ta phục vụ chung á. Do đó mình di chuyển lên trên đây ngay quán này là quán cái gì? Thiện Hòa anh. Thiện Hòa. Thiện Hòa. Kế bên Thiện Hòa hả? Đây là chỗ Phong Phú. À Phong Phú. Đó ok, trên đây là cái gì? Bên đó Thiện Hòa, hải sản Thiện Hòa. À này là gỏi Phong Phú đúng không? Đây là chuyên cái gỏi không ạ? Ở đây quán này là chuyên gỏi thôi, cái dọc bàn này là chuyên người ta bán gỏi thôi bạn. Còn bên Thiện Hòa kia là kế bên luôn là người ta bán hải sản. Mình có thể lựa hải sản tươi sống để mình ăn. Đó cập nhật cho bạn, tại vì mình ngán rồi bạn, ăn hải sản từ bên Nam Du ăn qua rồi, chưa ăn hải sản thì mình ngán rồi, cho nên là kiếm gì lạ lạ ghi hình cho bạn để bạn biết. Ngoài hải sản ra thì mình có cái để mình ăn để mình trải nghiệm nữa bạn. Một cái trải nghiệm gọi là mới lạ khi mà chúng ta lên trên đảo Hòn Sơn. Thực ra thì cá chích thì mình cũng biết rất nhiều, mình là dân biển bạn, mình biết cá chích rồi, nhưng mà ăn gỏi cá chích thì đây là như là lần đầu tiên mình ăn gỏi cá chích. Gỏi cá mai thì mình cũng đã ăn rồi, nhưng mà lên Hòn Sơn là lần đầu tiên luôn, và cũng ăn gỏi cá chích lần đầu tiên để trải nghiệm cho các bạn. Và giờ sẽ đợi xíu nha các bạn. Có không em? Dạ có. Có cá gỏi luôn hả? À, chủ quán đúng không? Còn người phụ không? À, còn người phụ để biết được cho cao ra lại phụ. À, ok, để chờ gỏi lên bạn, gỏi lên tiếp tục bấm máy cho bạn nhé. Đây gỏi ra rồi bạn. Rồi. Này là hai thứ luôn á chị gái. Này gỏi cá chích với lại gỏi cá gỏi. Đó. Rồi ok, rồi cảm ơn em nha. Ô, quên cảm ơn chị. Đây là cái view mình ngồi ở mặt trong này, mình nhìn ra nè bạn nè. Đó, ngồi ở ngoài nhìn vào mặt trong nè. Trong gì gọi cá chích gì đây bạn. Đó, quán gì Phong Phú nha. Kế bên Thiện Hòa bạn. Rồi bây giờ thưởng thức thử gỏi nè bạn. Rồi ok, bây giờ sẽ ăn gỏi bạn. Đây, đũa camera đây nè. Cái này ăn sao anh? Dừa. Dừa hả? Ai ăn dừa thì trộn vô. À dạ, ăn dừa là trộn vô. Đúng rồi. Bây giờ mình trộn qua một bên đi, một bên dừa, bên không dừa. À dạ, bây giờ để em mượn cái đĩa đó đi, gấp ra mình trộn. Bây giờ trước tiên là phân loại cá chứ. À, phân loại cá. Em ơi, cho anh mượn một cái đĩa đó đi. Đây nè, cái miếng này, cá chích nè. Đây, cao ra xét lại nè. Màu đỏ. Đây là cá chích cho bạn. Đó, này cá chích nè. Đó, bạn thấy chưa? Con này là con cá gỏi. Con cá gỏi. Con nó khác nhau, con này màu trắng. Ờ. Đó, nó làm miếng cá gỏi và miếng cá chích. Rồi, ok, anh cảm ơn nha. Ồ, em cảm ơn nha chị nha. Rồi thì bây giờ ai ăn dừa thì trộn dừa, còn ai ăn dạ. Trộn bên thôi đây. Trời, lần đầu tiên tôi ăn kiểu này luôn á. À vậy dạ. Ai trộn dừa thì mình trộn mà. À. Đó. Rồi bắt đầu là kẹp rau vô. Hình như là có dừa ăn nó mới ngon đúng không anh? Đúng rồi. Ờ. Rồi bánh tráng. Rồi kẹp sao? Giờ em sẽ ăn với rau gừng. Dạ. Rau gừng là rau trên đảo này nha. Rau trên đảo. Đây là cái người dân ta đi kiếm ta thấy. À. Cái này như đây là hành ngạnh nè. Lá này gọi là lá ngành ngạnh. Rồi bỏ vô đi, có gì không? Chanh hả? Nó chua chua ngọt ngọt. Rồi. Rồi ngành ngạnh, cái này là đổ trọng nè. Dây đổ trọng nè. Thì mình chỉ tước lá thôi. Đổ trọng hả anh? Cái tên gọi nó hả? Đổ trọng. Đổ trọng. Cây thuốc nam đó. À. Rồi đây là lá bứa. Lá bứa. Em sẽ cuốn vô 4-5 thứ loại rau. Rau thơm nè, rau gấp cá nè. À. Mỗi cái lá thôi. Dưới dưa leo. À. Đây. Rồi bắt đầu mình để cá lên. Miếng thôi. Dẫn rồi đó. Bắt đầu là mình để mấy cái tiêu, tỏi, ngò, hành rồi nè. Đó. Rồi. Đã bạn. Rồi mình cuốn lại thôi. Rồi, rồi đã chưa. Đó. Cỡ đó chứ bạn. Tôi nhìn là thấy đã mắt rồi đó. Rồi chỉ còn là chấm thôi. À dạ. Thì em làm trước đi. À rồi em cảm ơn nha. À, có nghĩa là mình sẽ lấy bánh tráng, xong rồi mình sẽ bỏ từng cái loại rau này vào để mình cuốn. 4-5 loại lá đó, để mình cuốn, rồi có cải có đồ nữa bạn. Rồi sau đó là sẽ gấp cá anh bỏ vô, kèm theo là dừa rồi hành phi. Chấm cái này anh. Đúng rồi. Đây, chấm này bạn. Bỏ tới công đoạn ăn rồi nè. Rồi, chấm đây nha. Cái du lịch sẽ trải nghiệm cá chích trên đảo. Đây. Đầu tiên là cái vị, phải nói đến là cái vị mắm nó, nước chấm nó mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua. Sau đó là cái vị, tất cả những cái vị rau nó sẽ hòa quyện vào.
trong một cái cuốn gỏi. Nó có cả vị chát, vị chua và nó hơi có một xíu gì đó vị nhẫn nhẫn. Thì tại vì rất là nhiều loại rau, cho nên là mình khi mình ăn vào bạn, ăn vào trong miệng đó, là nó nhiều vị nó hòa quyện vào. Kèm theo cái gỏi cá, cái miếng cá đó. Nó mềm trong miệng, nó không có một tí xương nào luôn các bạn. Hòa quyện rất là ngon, cảm giác rất là lạ miệng. Tuyệt vời bạn. Trời nó đã kìa. Còn miếng sao là đi mình ăn á, nên mình thấy nó là lạ. Cho nên có nhiều bạn là cũng đã từng ăn rồi, bạn thấy nó bình thường, nhưng mà thực sự ai ăn lần đầu tiên sẽ cảm giác rất là lạ. Nó có vị chát đấy anh. Chát là cái rau á. Dạ, nó có vị chát, vị chua, có vị nhẫn. Nhưng mà ăn rất là ngon các bạn. Rất là ngon. Chua là cành nhẫn này nè. Cái lá này gọi là cái lá cành nhẫn, nó chua nè. Dạ đúng rồi. Chát là lá này nè. Nó đủ vị luôn các bạn, cái hòn vị trong miệng nó đủ vị luôn. Kim cang nè, lá kim cang nè. Rồi. Đọc đây là đọc ngành nè. Kim cang, ngành ngạnh. Ừ, tổ trồng. Thuốc không anh? Chỉ thuốc nam hết. Thuốc nam hết. Rau đặc biệt là chỉ ở trên rừng nè. Hái rau, rau thiên nhiên. Đấy. Ok. Chê. Nó có bán ruộng nho rừng không vậy? Con. Nho rừng bán sao? Bán sao vậy? Cho coi thử coi. Chai nhỏ nhỏ thôi. Chai nhỏ. Xị được rồi. Mình rất là thích thưởng thức rượu đặc sản vùng miền, các bạn xem những video đi Tây Bắc á. Cái thổ dưỡng của cái thằng em là nó ngon hơn. Rồi. Cái gì chứ nho thổ dưỡng ở chỗ đó ngon hơn. Chẳng hạn như em muốn chè cũng vậy. Chỉ có chè Thái Nguyên thôi. Dạ. Chứ không có nào cũng không nào kịp bằng Thái Nguyên chứ. Chè Thái Nguyên là em uống rất là ngon mà nó thơm. Còn như Bảo Lộc nè, Lâm Đồng thằng nào nó cũng có chè, nhưng mà đặc biệt thằng Thái Nguyên là tuyệt vời nhất. À một chai đây ha. Cái này không hả? Nho này là nho rừng đúng không? Đúng rồi. Rồi ok, lấy chai này đi. Ok. Cho em mấy cái ly đi. Cái ly bút luôn coi. Bút tem luôn bạn. Còn hạn sử dụng không? Rồi, chỉ cười. Đây giờ bắt đầu ở giai đoạn khui tem. Tôi rất là ít khi mà tôi nhậu, thực sự là cũng có nhậu bạn, nhưng mà nhậu chỉ có đám tiệc này kia là mình nhậu thôi, chứ còn mình đi làm là không bao giờ mình nhậu. Nhưng mà đặc biệt cái là mình rất thích thưởng thức đặc sản rượu vùng miền, như các bạn thấy nhưng mình đi Đông Tây Bắc á. Là rượu vùng miền là tôi ra đó là thế nào tôi cũng phải uống bạn. Uống không nhiều nhưng mà phải uống để thưởng thức. Đây một chai có giá là 150. Cái này cái nửa lít 150 bạn. Rượu nho này là nho rừng, không phải là nho trên đảo luôn nè. Trên đảo á, nho họ trồng trên đảo, nho rừng. Nho rừng đường cát là có đường có nho rừng trong đây. Chứ còn nếu mà nho bình thường kia là mình sẽ không gọi, tại vì ở rượu nho kia là Ninh Thuận là số 1 bạn. Nếu mà nói về rượu nho bình thường là Ninh Thuận là số 1. Này là rượu nho rừng nên mình gọi để thưởng thức cho bạn xem. Ta cho em mấy cái ly chị. Ba cái đi. Ba người ba cái đi. Bốn cái đi cho chị gái riêng cái nữa, bốn cái đi. Bữa kìa. YouTuber thì chịu chơi quá ta, nó cũng liền á. Thơm bạn nha. Hai caramel. Cái này YouTuber phải mình nói vàng cái nó cho vàng luôn. Ôi, thơm. Nó thơm, nó khác cái vị, cái mùi của rượu nho Ninh Thuận bạn. Giờ uống thử coi thử như thế nào. Có ly chưa? Trời ơi. Đấy. Băng đang tìm rượu mà. Uống cái này vô mà để cái ly rượu vô một cái nữa. Mà. Thứ gì mà chịu nổi. Tới công chuyện luôn không? Trời ơi, nước bạn. Bạn thấy không? Tôi ngồi cái mặt bên trong lại, lúc đầu là tôi tính ngồi ngoài. Nhưng mà sóng hôm nay là rất là to. Ngồi ngoài là tí nữa là đập vô là ướt hết cả bàn luôn, cho nên ngồi trong nè. Uống đi em, uống đi. Ok anh. Rồi, uống nó coi. Chờ mấy cái ly ra để thưởng thức cái rượu các bạn. Đó, buổi tối thì các bạn cứ đi dạo đây. Thường mà nếu mà đi có anh Băng thì anh dẫn đi hết mẹ. Anh dẫn mình đi dạo ở đây khu vực ăn uống. Tại vì buổi tối là ở đây là đông đúc rồi. Thường anh dẫn khách đi mà khách chưa về ngủ là anh chưa dám ngủ á. Ồ dạ. Dẫn phục vụ. Đi chợ đêm xong rồi khách về ngủ hết rồi anh mới đi về. À, phục vụ nhiệt tình các bạn. Rồi ok, em cảm ơn nha. Anh giờ mới đi mua đó cơ. Trời ơi, đi mua ly luôn hả? Ôi ôi, bên nhiệt tình dữ trời. Ủa 4 ly rồi, chị kia đâu? 4 ly phải 4 người chứ. Ủa bán rượu sao không thử rượu ai dám uống? Trời ơi, bán rượu phải thử rượu người ta mới dám uống chứ, không thử ai dám uống. Uống ra gì? Ờ, bán rượu phải thử rượu rồi gọi chị. Bán rượu phải thử rượu rồi người ta mới dám uống. Anh Băng cứu em cứu gọi cho chị anh Băng. À dạ. Mấy em mình nó cuốn đẹp một mình nữa em ơi. Dạ hả? Ngày em đó. Em mình nó cuốn cái đẹp như gái 18. Chị
chị tên gì chị? Ủa 28 tuổi thiệt á anh. 28 thiệt cả chạy thiệt mà, gần 10 giây nắng nó cưng ơi. À chị Ngân. Chị Ngân chủ quán Phong Phú ở Hòn Sơn, chuyên bán cá gỏi và cá chích ở họ. Mà được cái là chị nhiệt tình, thực sự là chị rất là thiệt, có tâm với nghề các bạn. Thằng khác là nó bỏ hai dĩa, chồng nữ hai dĩa rồi. Đúng rồi, chị kêu ăn không hết, ăn dĩa trước đã, khi nào hết rồi gọi tiếp. Đó, chị rất là có tâm luôn. Rau cưng. Đó đúng rồi, bán đồ là phải ra thưởng thức các bạn, thưởng thức khách người ta mới dám. Cái gỏi này là ba em đi kéo á. Ờ. Ba em có chiếc bè á, chiều nào cũng đi kéo á. Là kéo lên xong rồi bán luôn. Dạ, kéo rồi xong rồi thái ra bán. Rồi cái số lượng mà nhiều á thì em bán cá nguyên con. À. Còn mà ít á thì em thái em bán theo phần. Nguyên con thì mình bán như nào, bán nhiêu một ký? Dạ nguyên con thì có khi 50, có khi 60. Ồ. Mình là 1 ký hả cưng? Dạ 1 ký. Ví dụ như anh ở đây anh ăn là anh điện là chỉ cần hẹn giờ là có thôi nha. Dạ dạ. Rồi. Chị có gia đình chưa? Có gia đình chưa? Dạ em có gia đình. À, nó chưa có, đang quay nó chưa có. Đoạn này tôi không cắt các bạn, đang quay nó chưa có. Nói chung chị có sao chị nói vậy bạn, chị thiệt lắm. Em có gia đình rồi, em cũng có em con luôn rồi. Ờ, à, mấy đứa rồi? Dạ 1 đứa. Rồi, đang có dự định muốn kiếm được không? Dạ không. Đang tập trung vô nghề cá gỏi hay buôn bán này. Ờ. Mở đây đang lâu cho chưa? Sự nghiệp. Mở đây lâu chưa? Dạ. Bán quán này lâu chưa? Bán quán mở gỏi này khoảng 4 năm. 4 năm? Dạ. Là bán ở đây 4 năm luôn? Dạ. Ừ. Bán ở chợ đêm này 4 năm. Ờ. Em xin miếng nước mắm chị. Rồi ok, bây giờ là làm thử miếng rượu. Chưa kìa đi. Ờ, chủ quán bán rượu xong rồi thử rượu mới dám uống các bạn à. Trời ơi, thấy tôi thấy tôi chơi đây chơi sắc không? Này cũng là đặc sản ở Hòn Sơn. Ờ, đặc sản Hòn Sơn. Dạ. Nó có vị chua chua ngọt. Chua chua ngọt ngọt. Dạ, hơi có một xíu gì đó chát chát. Giống như là rượu trái cây vậy. Đúng rồi. Dễ uống. Cái rượu này là nữ uống được nha bạn. Dạ, dễ uống, em thấy uống ngon á. Mà say chứ, uống nhiều say. Ờ. Uống nhiều là bắt đầu là say liền á. Ừ. YouTuber cảm nhận sao? Nó ngọt ngọt, chua chua, có tí gì đó hơi đắng đắng của men rượu. À. Một xíu gì đó chát chát của vị nho rừng. Hay quá. Rất là ngon các bạn, nữ uống được. À, những cô chú anh chị nữ đi ra đây ngồi ăn gọi ra chích, à, kêu chai rượu thôi là uống rất là ngon các bạn. Nó khác với lại cái vị nho ở rượu nho Ninh Thuận. Nhưng mà mỗi một vị rượu nho nó sẽ có một cái nét đặc trưng riêng và một cái vị nó riêng. Nên cái gì nó cũng ngon hết bạn à. Nhưng mà nho Ninh Thuận mình, nếu mà nho không phải nho rừng thì nho Ninh Thuận là số 1 bạn, rượu nho Ninh Thuận thì là số 1. Không phải là mình khen cái vùng đất của mình đâu, nhưng mà thực sự là cái thổ nhưỡng để mà trồng lên cái cây nho thì Ninh Thuận nó là đứng hàng đầu. Còn nho rừng thì mình uống lần đầu luôn. Rất là ngon. Đó, chủ quán giờ bắt chủ quán phải ăn chứ bạn, bán không ăn ai biết bỏ gì em đó. Ăn này xong rồi có bị ghiền không? Em ăn hoài à. Dạ hả? Sợ ăn xong nó bị ghiền ấy. Rồi ok, bây giờ thì Nhật Ký Lịch sẽ khép video luôn bạn. Thì trong cái ngày hôm nay cũng chia sẻ cho bạn cái lịch trình chúng ta đi du lịch Hòn Sơn 2 ngày 1 đêm trên đảo Hòn Sơn. Cập nhật cho bạn từ cái giá vé, cái cách thức chúng ta di chuyển tham quan trên đảo như nào, những địa điểm ăn chơi, rồi những địa điểm ăn uống. À, tất cả đều cập nhật hết trong cái video này để hướng dẫn cho bạn. Thì còn một vài những địa điểm khác nữa mà mình không có ghi hình kịp cho bạn, thì đó là những cái điểm tham quan để check in thôi bạn. Thì dọc cái tuyến đường mà trên đảo Hòn Sơn thì rất là nhiều những quán cà phê có view đẹp, cũng đã cập nhật cho bạn một trong số những quán cà phê đó rồi. Thì có lẽ là bây giờ Nhật Ký Du Lịch cũng xin khép video lại tại đây luôn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video tới thời điểm hiện tại. Đừng quên để lại cho Nhật Ký Du Lịch một đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để đồng hành cùng với Nhật Ký Du Lịch trong những video sắp tới. Sẽ còn rất là nhiều những video hay, hấp dẫn, khám phá và trải nghiệm những địa điểm mới lạ trong và ngoài nước để gửi đến cho các bạn. Thì một lần nữa xin cảm ơn và chúc sức khỏe bạn. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.